Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ. Tập 66. Chương 650, Lương Cung. Ồ, đây chẳng phải chính là Liễu sư đệ hay sao? Vừa mới đứng vững, Liễu Minh đã nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng êm ái. Liễu Minh liền quay đầu lại, hắn thấy một cô gái mặc quần áo màu vàng đang đi tới từ cách đó không xa. Cô gái có hai mắt sáng ngời, làn da trắng nõn nà, trên vùng eo thon nhỏ có thắt một dây lưng màu hồng nhạt bằng lụa. Cô gái này hắn đã có duyên gặp mặt mấy lần trước, chính là Long Nhan Phỉ. Thì ra là Long sư tỷ, đã lâu không được gặp sư tỷ. Vừa tới đây đã gặp nàng này, Liễu Minh cũng hơi ngạc nhiên đôi chút, nhưng ngay sau đó hắn đã hồi phục vẻ bình tĩnh và chắp tay chào hỏi. Long Nhan Phỉ là một trong những đệ tử đắc ý của Thiên Kiếm Phong, chẳng những dung mạo như tiên dáng trần, khí chất cũng bất phàm, tu vi đã đạt tới hóa tinh trung kỳ, danh tiếng của nàng trên Thiên Kiếm Phong không hề nhỏ chút nào. Trước đây vài ngày mới nghe tin Liễu sư đệ đột phá hóa tinh thành công, Nhan Phỉ vẫn chưa kịp tới nhà chúc mừng, xin sư đệ lượng thứ nha. Long Nhan Phỉ khẽ cười rồi liếc nhìn Liễu Minh bằng ánh mắt như làn thu thủy. Long sư tỷ nói đùa rồi, tại hạ gặp may mắn mới có thể đột phá cảnh giới. Liễu Minh cười khổ một tiếng rồi trả lời, đúng rồi, Liễu sư đệ thường ngày khá bận rộn cơ mà. Tại sao hôm nay lại có thời gian nhàn rỗi đi vào Thiên Kiếm Phong ta vậy? Sau khi cười nhẹ, Long Nhan Phỉ chuyển giọng hỏi. Sau khi suy nghĩ một chút, Liễu Minh thản nhiên đáp lời, không giấu gì sư tỷ. Chuyến này tại hạ tới Thiên Kiếm Phong là muốn cầu một môn phương pháp luyện chế kiếm phôi chi thể để có thể chuẩn bị tốt cho việc quán chú Nguyên Linh Phi Kiếm. Nguyên Linh Phi Kiếm, kiếm phôi chi thể. Nói như vậy tức là sư đệ đã có sẵn kiếm phôi chi linh và đang có ý định đi theo con đường kiếm tu. Long Nhan Phỉ nghe thấy vậy thì ánh mắt sáng rực lên, dường như nàng đang suy nghĩ điều gì đó. Tại hạ do có cơ duyên xảo hợp nên có được một phương pháp luyện chế kiếm phôi chi linh, uy lực cũng không tệ lắm. Sau khi nghĩ ngợi một chút, Liễu Minh đáp lời với vẻ thản nhiên, hai tay hắn đồng thời vung lên. Một bóng hư ảnh của một thanh kiếm nhỏ màu trắng từ trong lòng bàn tay hắn từ từ thoát ra và đứng im một chỗ. Long Nhan Phỉ dường như đang ngừng thở, nàng chăm chú nhìn vào kiếm phôi chi linh lúc ẩn lúc hiện trên tay Liễu Minh. Sau một lát, trong đôi mắt đẹp của nàng hiện lên một vẻ thất vọng rõ ràng. Từ trước tới nay nàng cố gắng tiếp cận với Liễu Minh với mục đích dò xét thái cương kiếm phôi của Lục Âm chân nhân để lại. Vậy mà cái kiếm phôi chi linh ở trước mắt kia thì cực kỳ yếu ớt, dường như nó mới được luyện thành cách đây không lâu. Hơn nữa vẻ bên ngoài của nó cũng khác xa thái cương kiếm phôi, rõ ràng đây không phải là thứ do Lục Âm tạo ra. Một kẻ kiếm tu không thể nào đồng thời tu luyện hai loại kiếm phôi chi linh khác nhau. Xem ra vị Liễu sư đệ này đúng là không được truyền lại kiếm phôi chi linh của tổ tiên ta. Trong lòng Long Nhan Phỉ khẽ thở dài một tiếng, tuy nhiên vẻ ngoài nàng vẫn thản nhiên như không. Liễu sư đệ tu luyện cái kiếm phôi chi linh này cũng có chút bất phàm đó, tuy nhiên do thời gian chăm chút nó chưa được lâu nên sức mạnh vẫn còn yếu kém lắm. Mặc dù nó đã phù hợp làm kiếm phôi chi thể nhưng tạm thời chưa thể dùng nó dung luyện Nguyên Linh Phi Kiếm. Sư tỷ quả nhiên có mắt sáng như đuốc, hiện thời tại hạ cũng chưa muốn luyện chế Nguyên Linh Phi Kiếm ngay, trước hết tại hạ muốn tìm một phương pháp luyện chế kiếm phôi chi thể đã. Sau đó mới thu thập những tài liệu phù hợp và từ từ luyện chế ra Nguyên Linh Phi Kiếm. Liễu Minh đáp lời, đã như vậy thì Liễu sư đệ hãy đi gặp Lương sư phụ của ta, lão nhân gia chính là người trưởng quản kinh các của bản mạch. Tuy nhiên xưa nay bí thuật kiếm tu của bản mạch đều không tự tiện truyền ra ngoài. Có thể cầu được hay không còn phải xem vận số của Liễu sư đệ ra sao. Sau khi suy nghĩ một chút, Long Nhan Phỉ trả lời. Liễu Minh đương nhiên liên tục nói lời cảm ơn. Sau đó hai người cũng không nói chuyện tào lao nữa mà đi thẳng qua mấy căn phòng trước mặt. Đi tiếp qua một quảng trường rộng và vòng qua mấy khu vực khác mới tới một tòa lầu các màu xám đen. Trên cửa chính của tòa lầu các này có treo một bảng hiệu cực lớn. Trên bảng hiệu là bốn chữ cực lớn được viết bằng mực đậm theo kiểu chữ triện cổ, Thiên Kiếm Kinh Các. Nhìn vào bên trong có thể thấy những giá sách xếp hàng. Long Nhan Phỉ dẫn theo Liễu Minh đi thẳng vào trong. Lúc này Liễu Minh mới phát hiện bên trong kinh các rộng lớn hơn rất nhiều so với nhìn từ ngoài. Từng giá sách bằng gỗ, từng cái nghiên mài mực đều được xếp chỉnh tề ngăn nắp, khắp cả không gian rộng lớn đâu đâu cũng thấy kinh sách. Tuy nhiên tất cả các kinh sách, điển tịch ở đây đều được bao phủ bởi những ánh hào quang, đương nhiên người ngoài không dễ gì động vào chúng được.
Long Nhan Phỉ không dừng lại ở ngoài mà bước thẳng vào một cánh cửa ở bên trong. Liễu sư đệ xin chờ ở đây một lát, ta vào trong báo cáo với sư tôn một chút tình hình của ngươi đã. Sau khi để lại một lời dặn dò, Long Nhan Phỉ mới bước vào trong. Liễu Minh đành phải ngoan ngoãn ngồi chờ ở ngoài, hắn đi loanh quanh xem xét nhằm giết thời gian nhàm chán. Về quy mô thì nơi này nhỏ hơn nhiều so với tàng kinh các, nhưng mọi thứ được sắp xếp vô cùng chỉnh tề ngăn nắp. Mỗi kinh sách được phân loại cẩn thận, trên những giá sách đều có chú thích rõ ràng, xem ra người quản lý nơi này là một người cực kỳ kỹ tính. Bên trong góc có một cái cầu thang bằng gỗ lim, dường như đó là nơi đi lên lầu 2, chỉ có điều không biết trên đó cũng chứa đầy kinh sách điển tịch hay không. Sau đó không lâu, Long Nhan Phỉ bước từ trong ra và tươi cười nói, gia sư là Lương Cung trưởng lão đang ở trong, ta đã bẩm báo mục đích tới đây của sư đệ, xin mời vào trong, đi thôi. Đa tạ sư tỷ. Liễu Minh nói một câu cảm ơn rồi bước vào trong. Long Nhan Phỉ nhìn vào bóng Liễu Minh đang bước đi, sau khi nàng ngẫm nghĩ điều gì đó liền phất nhẹ tay áo rồi bước ra ngoài kinh các. Liễu Minh đẩy cánh cửa rồi bước vào một căn phòng rộng rãi. Bên trong căn phòng bài trí khá đơn giản, trên nền nhà lát bằng đá xanh bày hai cái ghế gỗ ở gần cửa và một cái bàn đọc sách rất lớn ở trong. Một nam tử cao lớn khoác áo bào xanh đang ngồi trên một cái ghế bằng trúc ở cạnh bàn đọc sách. Lão đang rung đùi đọc một cuốn sách màu trắng với vẻ đắc ý. Đệ tử là Liễu Minh của Lạc U Phong, bái kiến Lương trưởng lão. Liễu Minh đứng ngay ở cửa, hắn cúi đầu rất thấp thi lễ bằng vẻ cung kính vô cùng. Nam tử khoác áo bào xanh khẽ động thân mình một chút, dường như lúc này lão mới để ý tới sự tồn tại của Liễu Minh, lão ngẩng đầu liếc qua. Liễu Minh vừa nhìn vào ánh mắt của lão liền cảm thấy hai mắt mình trở nên mê muội và đau đớn vô cùng, hắn không kịp nhìn thấy mặt đối phương. Hắn cảm giác hai mắt của đối phương lúc này biến thành hai thanh lợi kiếm, một cỗ kiếm ý lạnh thấu xương từ đó phát ra. Trong lòng Liễu Minh chấn động mạnh, 153 viên kết tinh trong linh hải liền vận động phát ra pháp lực vô cùng tinh thuần chạy trong các kinh mạch lên thẳng hai mắt. Kiếm phôi chi linh đang lơ lửng trong thức hải cũng đang phát xuất ra một cỗ kiếm ý lạnh buốt truyền ra hai mắt. Lúc này hắn mới rất chật vật tạm chống đỡ được kiếm khí lăng lệ ác liệt phát ra từ ánh mắt của nam tử áo bào xanh kia. Nam tử áo bào xanh thấy vậy, hai mắt lão hiện lên một vẻ ngạc nhiên, một tay lão nhấc lên, một ngón tay điểm một cái về phía Liễu Minh. Suy, một tiếng nổ sắc nhọn vang lên, ngay sau đó một đạo kiếm khí nhỏ như sợi tóc bắn thẳng tới phía Liễu Minh. Kiếm khí chưa tới nơi mà một cỗ kiếm ý lăng lệ ác liệt với sức mạnh bài sơn hải đảo đã ập tới trước. Liễu Minh cảm giác như đang có hàng trăm ngàn lưỡi đao khổng lồ đang chém tới, hắn cảm thấy gần như không thể thở nổi. Liễu Minh hốt hoảng, ngay lập tức trên tay hắn xuất hiện một bóng thanh kiếm màu xanh, hắn xoay vòng người một cái đồng thời vung tay ra tạo thành muôn vạn đạo kiếm khí bổ ra. Đạo kiếm khí nhỏ xíu kia bị muôn vạn đạo kiếm khí màu xanh chém thẳng vào, tất cả các đạo kiếm khí màu xanh đều nổ tung làm cho đạo kiếm khí nhỏ xíu bị chững lại đôi chút. Liễu Minh lại vung tay lên, một đạo phi kiếm màu xanh bắn vèo ra rồi biến thành một ảo ảnh cự kiếm to cỡ một trượng bổ thẳng vào đạo kiếm khí nhỏ xíu. Ầm, một tiếng nổ vang lên, một quả cầu ánh sáng xuất hiện rồi bắn ra tung tóe muôn vàn đạo kiếm khí, dường như bốn phía xung quanh chuẩn bị nát bấy hết cả. Nam tử khoác áo bào xanh ở phía đối diện khẽ run tay áo lên một cái tạo thành một luồng khí cuốn tới, tất cả đám kiếm khí mới phát ra đều lóe lên rồi biến mất sạch. Cùng lúc đó, Liễu Minh cảm giác một lực lượng khủng bố ập tới, hắn tái mặt lại, huyết khí toàn thân nhộn nhạo một hồi, hắn liên tiếp thối lui ba bước mới có thể ổn định thân hình. Không tệ, có thể tiếp được một chiêu ẩn chứa một thành công lực thiên minh kiếm khí của ta, đúng là ngươi có tu luyện ngự kiếm thuật, tới đây nào. Lúc này ánh mắt nam tử khoác áo bào xanh mới quét qua người Liễu Minh, lão nói thản nhiên, đa tạ sư thúc hạ thủ lưu tình. Liễu Minh vội khom người cảm tạ, hắn vẫy tay thu lại thanh kiếm nhỏ màu xanh vào trong tay áo rồi mới bước tới bằng vẻ cung kính. Lúc này hắn mới nhìn rõ mặt người đối diện, đây là một nam tử chừng 40 tuổi, hai cánh tay vừa to vừa dài, tướng mạo của lão có thể nói khá cổ quái. Chuyện của ngươi đã được Phỉ Nhi bẩm báo với ta rồi. Giờ ngươi cầm cái lệnh bài này đi tới lầu 2 của kinh các chọn lấy một môn pháp thuật luyện chế kiếm phôi chi thể. Tuy nhiên ta cũng nhắc nhở ngươi một chuyện quan trọng. Do ngươi không phải là đệ tử bản phong nên bất kỳ loại công pháp nào muốn đổi bằng điểm cống hiến cũng đều phải tốn thêm 3 phần so với đệ tử bản phong. Nam tử áo bào xanh nói xong liền ném cái lệnh bài màu vàng ra.
đa tạ sư thúc đã thành toàn cho. Liễu Minh vô cùng mừng rỡ, hắn vội tiếp nhận lệnh bài. Ta và sư tôn của ngươi Âm Cửu Linh là chỗ bạn bè thân thiết, nói tên Lương Cung ra là hắn sẽ biết ngay. Nếu không phải như vậy thì làm sao ta đồng ý cho một tên đệ tử bên ngoài phong tiến vào kinh các bản mạch. Tốt rồi, ngươi có thể đi được rồi đó. Sau khi nhẹ nhàng nói thêm vài câu, lão lấy tay với cuốn sách trắng lúc nãy và lại chăm chú đọc. Liễu Minh nghe thấy những điều đó cũng hơi ngoài dự liệu, hắn vội cúi đầu hành lễ rồi xoay người bước thẳng ra ngoài. Sau thời gian cỡ cạn một chén trà, Liễu Minh đi tới chân cầu thang dẫn lên lầu 2, hắn dò thấy một tầng cấm chế trong suốt đang chắn ở trước mặt. Hai mắt nhấp nháy, hắn lấy ra cái lệnh bài màu vàng lúc nãy và dùng pháp lực từ từ rót vào bên trong. Lệnh bài lập tức phát ra từng đạo ánh sáng lưu chuyển rồi kết thành một chùm sáng trắng phóng ra ngoài. Sau một khắc, tầng cấm chế trong suốt gợn lên từng hồi rung động rồi tạo thành một lỗ hổng đủ cho một người đi qua. Liễu Minh thấy vậy bèn mỉm cười và thu hồi lệnh bài rồi bước thẳng lên trên lầu 2. Các đồ vật trên lầu 2 được bố trí giống y chang ở lầu dưới, từng giá sách lớn bằng gỗ xếp hàng ngay ngắn. Tuy nhiên bên trên những giá sách không có kinh sách điển tịch mà lại dùng những quả ngọc giản ghi chép các thông tin. Trên mỗi quả ngọc giản đều treo một tấm ngọc bài, trên ngọc bài có ghi chép nội dung tóm lược của quả ngọc giản cũng như số điểm cống hiến cần để đổi. Tất cả đều được bao phủ trong một tầng ánh sáng cấm chế. Các bạn đang nghe truyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 651: Tinh quang từ luyện pháp. Thiên Kiếm Phong dùng kiếm tu làm chủ, vì vậy những điển tịch ở đây đều ghi chép những công pháp, bí thuật liên quan tới kiếm đạo. Liễu Minh bước nhẹ nhàng tới một cái kệ sách ở gần, hắn lập tức tìm được không ít những pháp thuật tu luyện có liên quan tới Nguyên Linh Phi Kiếm. Hai bộ phận cấu thành Nguyên Linh Phi Kiếm là kiếm phôi chi thể và kiếm phôi chi linh, ở đây đều có những ghi chép cách thức luyện chế. Sau khi quét mắt qua một lượt những điển tịch có liên quan tới kiếm phôi chi linh, Liễu Minh dùng lệnh bài gỡ bỏ màn hào quang bảo hộ một điển tịch nói về kiếm phôi chi thể rồi chăm chú đọc. Kim Huyền luyện pháp, Viêm Tâm luyện pháp. Trên ngọc bài treo trên quả ngọc giản có ghi chép khá chi tiết các ưu khuyết điểm của từng phương pháp luyện kiếm phôi chi thể, ngoài ra còn ghi rõ số điểm cống hiến cần để đổi. Sau một hồi quan sát, Liễu Minh không tìm được loại bí pháp nào thực sự phù hợp với mình. Tu di hư không kiếm phôi chi linh của hắn ẩn chứa linh lực hư không trúc bên trong, bởi vậy hắn cũng muốn tìm một bí pháp tu luyện kiếm phôi chi thể nào đó có những điểm tương hỗ. Đúng lúc này, trên một góc ít người để ý trên giá sách, một quả ngọc giản phát ra ánh sáng xanh đen đã hấp dẫn ánh mắt Liễu Minh. Liễu Minh đi thẳng tới chỗ đó, ánh mắt hắn quét qua ngọc bài treo bên trên quả ngọc giản. Trên ngọc bài có ghi tên tinh quang từ luyện pháp và cũng ghi rõ cần tốn 30 vạn điểm cống hiến mới đổi được bí pháp này. Hắn hít vào một hơi thật sâu rồi xem thật kỹ phần giới thiệu sơ lược. Sau một lúc, ánh mắt hắn đã sáng rực lên. Tinh quang từ luyện pháp là một môn bí pháp mượn nhờ chu thiên tinh thần lực để luyện chế ra kiếm phôi chi thể. Nó có thuộc tính cực kỳ phù hợp với tu di kiếm phôi. Hơn nữa, sau khi luyện chế thành công, kiếm phôi chi thể chẳng những vô cùng cứng rắn và sắc bén mà căn cứ theo tài liệu ghi chép thì còn có một khả năng rất cao nó sẽ đi kèm với một trong những lực lượng căn bản nào đó của thiên địa. Khi sử dụng nó, nghênh địch sẽ vô cùng huyền diệu. Tuy nhiên, nhược điểm duy nhất của bí pháp này là tinh quang lực tạo thành từ tinh không khó khống chế vô cùng, mà một khi luyện chế thất bại thì tất cả tài liệu mất công chuẩn bị đều bị hỏng sạch. Sau khi đọc kỹ tất cả, sắc mặt Liễu Minh trở nên vô cùng trầm ngâm. Hắn mất hơn một khắc suy nghĩ lại thì mới thông suốt một điều gì đó. Sau đó hắn mỉm cười và lấy quả ngọc giản đi xuống lầu dưới. Trên quả ngọc giản vẫn còn một tầng cấm chế hư ảo, cần phải gỡ bỏ cấm chế này mới có thể xem hết nội dung bên trong. Tinh quang từ luyện pháp, ngươi chọn loại bí thuật này để tu luyện hả? Bên trong thư phòng ở lầu một kinh các, Lương Cung nhìn vào quả ngọc giản màu xanh đen rồi nhìn Liễu Minh bằng ánh mắt ngạc nhiên vô cùng. Đúng vậy, loại bí pháp luyện chế này vô cùng thích hợp với đệ tử, kính xin Lương sư thúc thành toàn cho. Liễu Minh đáp lời bằng vẻ cung kính, những ghi chú ở trên ngươi đều đọc cả rồi chứ? Loại kiếm phôi này sau khi luyện chế ra đúng là có uy lực phi phàm, nhưng mà độ khó khi luyện chế cũng đứng vào một trong những bí pháp khó luyện nhất. Lịch sử Thiên Kiếm Phong từ khi hình thành tới giờ cũng chỉ có đúng một vị thái thượng trưởng lão từ hơn vạn năm về trước luyện chế thành công kiếm phôi chi thể, còn lại tất cả những người khác đều thất bại.
Bây giờ ngươi hối vẫn còn kịp đó, ngươi có thể đi lên lựa chọn một bí pháp khác. Lương Cung nhấn mạnh từng chữ một, đa tạ sư thúc đã nhắc nhở. Tuy nhiên ý đệ tử đã quyết, cũng như đệ tử cảm nhận rõ đây là loại bí pháp phù hợp nhất với bản thân mình. Nếu như luyện chế không thành công thì lúc ấy tính tới các bí pháp khác cũng chưa muộn. Liễu Minh đáp lời rất dứt khoát, không hề có chút do dự. Nếu ngươi đã nhất định phải thử thì ta cũng không cản, lấy lệnh bài chứng nhận thân phận ra đi. Tuy nhiên nếu lần sau ngươi lại tới bản phong tìm kiếm bí pháp thì số điểm cống hiến cũng không đơn giản là chỉ tăng thêm 3 thành đâu nhé. Lương Cung nghe xong thì cười hắc hắc một tiếng rồi nói. Đương nhiên Liễu Minh đồng ý, hắn móc lệnh bài chứng nhận thân phận của mình ra. Lương Cung cũng không nói thêm nhiều, lão cầm lệnh bài đệ tử nội môn của Liễu Minh và lấy đi 39 vạn điểm cống hiến. Sau đó lão giơ tay lên vỗ xuống quả ngọc giản màu xanh đen một cái phá bỏ hết cấm chế rồi ném cho Liễu Minh. Liễu Minh cầm quả ngọc giản trên tay, trong lòng hắn đang trào lên chút cảm xúc, bao nhiêu điểm cống hiến của hắn như vậy mà trải qua mấy lần xài vừa rồi đã còn chẳng được là bao. Liễu Minh nhanh chóng sao chép nội dung trong ngọc giản, sau khi thề độc không tiết lộ ra ngoài, hắn trả lại Lương Cung và xin cáo từ, đi ra khỏi kinh các. Sau đó một chút, một đám mây đen xuất hiện trên không trung Thiên Kiếm Phong và bay thẳng về hướng Lạc U Phong. Vừa về tới động phủ, Liễu Minh lập tức đi vào mật thất và khoanh chân ngồi xuống. Hắn lấy ngọc giản mới sao chép tinh quang từ luyện pháp ra và dùng thần thức quét qua, nghiên cứu cẩn thận phương pháp luyện chế kiếm phôi chi thể. Hơn canh giờ sau, Liễu Minh đã nắm rõ toàn bộ phương pháp luyện chế ghi chép trong điển tịch, lúc này trán hắn đã vã mồ hôi như tắm. Thì ra phương pháp luyện chế kiếm phôi chi thể ghi lại trong điển tịch cần bố trí một pháp trận đặc thù tên là tinh quang trận. Hơn nữa cũng cần một địa điểm đặc thù, vào những thời cơ nhất định mới có thể dẫn xuất tinh thần lực dùng vào việc luyện chế kiếm phôi chi thể. Liễu Minh tự biết mình có huyễn cảnh trong không gian thần bí có thể tạo ra không gian đặc thù mô phỏng tinh thần lực bao nhiêu lần cũng được, bởi vậy hắn mới không lo nghĩ tới những khó khăn khi luyện chế. Nhưng mà những tài liệu dùng vào việc luyện chế kiếm thể theo bí pháp này thì cũng rất ít, ỏi, có thể kể ra vài ví dụ như kim chi linh thuộc tính kim, thâm lam tinh phách thuộc tính thủy. Mấy loại tài liệu trên đều thuộc loại bảo vật cực kỳ hiếm gặp, muốn tìm ra những thứ tương tự cũng vô cùng khó khăn, đoán chừng chỉ còn cách trông chờ vào những hội đấu giá mới có thể lùng tìm được. Tuy nhiên kiếm phôi chi linh trong cơ thể hắn còn phải tốn không biết bao lâu nữa mới khôi phục lại như lúc trước, vì vậy công cuộc tìm kiếm tài liệu cũng chả việc gì phải quá vội vàng. Sau đó Liễu Minh lại tìm kiếm những bí pháp giúp khôi phục uy năng của kiếm phôi chi linh. Kết quả hắn tìm được khá nhiều bí pháp, tuy nhiên nếu như không yêu cầu những thiên tài địa bảo trong truyền thuyết thì cũng cần phải có sự trợ giúp của kiếm tu cảnh giới thiên tượng trở lên mới ăn thua. Liễu Minh như rơi vào ngõ cụt, hắn đành phải tạm gác lại vụ này. Sau đó ở trong mật thất, hắn lại tìm hiểu thần thông ngự kiếm phi hành ghi trên Thái Cương kiếm quyết. Tu vi hóa tinh trở lên mới có thể tu luyện loại ngự kiếm phi hành này. Lúc trước hắn lợi dụng khi nhân kiếm hợp nhất, trong nhất thời có thể biến kiếm quang thành độn quang cũng có hiệu quả tương tự ngự kiếm phi hành, tuy nhiên dùng cách này hao tổn pháp lực vô cùng lớn. Nếu không gặp phải cường địch, phải dùng nó để thoát hiểm thật nhanh thì cũng không nên mạo hiểm sử dụng. Tuy nhiên căn bản của ngự kiếm phi hành chính là thuật nhân kiếm hợp nhất, hơn nữa phải tu luyện ngự kiếm thuật tới cảnh giới đại thành mới có thể chính thức nắm giữ hoàn toàn. Liễu Minh ghi nhớ toàn bộ pháp quyết ngự kiếm phi hành vào trong đầu rồi lại nhắm nghiền hai mắt, liên tưởng lại toàn bộ. Một buổi sáng sớm sau đó hai ngày, trong một sơn cốc ở một nơi hẻo lánh trong Vạn Linh Sơn Mạch, những tảng đá màu xám trắng nằm lộn xộn khắp nơi. Gió núi bên ngoài thổi vào trong động tạo ra những âm thanh gào thét như những tiếng ma kêu quỷ khóc. Trên một tảng đá lớn ở vách núi lưng chừng động, Liễu Minh đang đứng, hai mắt hắn nhắm nghiền, tay cầm thanh linh kiếm màu xanh chỉ xuống đất, quần áo bị gió thổi mạnh bay phần phật. Sau khi trải qua một đêm suy ngẫm, lúc này hắn đã có những lý giải cho riêng mình đối với thần thông ngự kiếm phi hành. Lúc này hắn cần luyện tập trong thực địa để kiểm chứng những cảm ngộ của mình. Hắn bỗng hoành ngang thanh linh kiếm trước ngực, một tay bấm niệm pháp quyết, ngón tay lướt nhanh từ chuôi tới mũi kiếm, từ từ rót pháp lực trong cơ thể dung nhập vào trong linh kiếm. Ngón tay vừa rời khỏi mũi kiếm, thanh kiếm nhỏ màu xanh phát ra một tiếng xoẹt, ánh sáng màu xanh trên thanh kiếm bốc lên cực thịnh. Liễu Minh thấy vậy, tay khẽ run lên, thanh kiếm nhỏ màu xanh rời khỏi tay hắn và dựng đứng phía trước người, một tay hắn điểm tới, pháp lực trong cơ thể không ngừng từ ngón tay chảy thẳng vào thanh kiếm nhỏ. Phù, một tiếng,
thanh kiếm nhỏ bỗng hóa to ra gần trượng và biến thành một bóng kiếm hư ảo màu xanh nhạt. Liễu Minh điểm mũi chân xuống đất một cái, cả người bồng bềnh nhảy lên dẫm vào thanh kiếm. Ngay sau đó, miệng hắn lẩm bẩm vài tiếng, hai tay không ngừng bấm niệm kiếm quyết, từng sợi kiếm quang màu xanh thoát ra khỏi thanh kiếm và nhanh chóng quấn chặt xung quanh người hắn. Liễu Minh quát lên một tiếng, ánh sáng xanh trên người hắn bừng lên, thanh kiếm dưới chân khẽ run lên một cái rồi bắn thẳng tới mấy tảng đá với tốc độ nhanh như chớp. Nếu nhìn từ đằng xa sẽ thấy cả người Liễu Minh đang dẫm lên thanh kiếm lúc này hóa thành một đường cong màu xanh. Ầm, một tiếng động lớn vang lên. Một đám loạn thạch trụm lại thành đống cao 4, 5 trượng bị xuyên qua tạo thành một lỗ hổng lớn, đường cong màu xanh lại kích bắn tới một vách núi ở hướng khác. Liễu Minh vội dừng kiếm quyết lại, thu hồi độn quang, tuy nhiên do tốc độ quá nhanh nên dưới tác động của quán tính quá lớn, thanh kiếm dưới chân mang theo hắn lao thẳng vào một tảng đá lớn trên vách núi. Ầm, một tiếng động truyền ra, cơ thể Liễu Minh vô cùng cứng cỏi lúc này đã đập nát bấy cả tảng đá to. Lần đầu tiên thử ngự kiếm phi hành, Liễu Minh đã không thành công. Một mặt hắn chưa thích ứng kịp với tốc độ quá nhanh của ngự kiếm phi hành, mặt khác hắn cũng chưa hoàn toàn kiểm soát được những sợi kiếm quang bao quanh thân thể. Xem ra đúng như những gì được ghi chép trong điển tịch, cho tới lúc ngự kiếm thuật chưa đạt cảnh giới đại thành thì cũng không thể dùng ngự kiếm phi hành cho một quãng đường dài. Tuy nhiên đã nắm được nguyên nhân thất bại nên những lần tu luyện sau, Liễu Minh đã có những bước tiến vượt bậc. Vì vậy trong thời gian sau đó ở bên trong mật thất, Liễu Minh không ngừng tu luyện ngự kiếm thuật và cùng lúc nghiên cứu các kỹ xảo của ngự kiếm phi hành. Sau đó một năm, bên trong một đám loạn thạch ở một nơi heo hút không người phía sâu trong Vạn Linh Sơn Mạch, những tiếng xe gió vang lên liên hồi. Một đường cong to cỡ một trượng được tạo thành bởi thanh kiếm màu xanh đang không ngừng bay xuyên qua đám loạn thạch. Mấy tảng đá trắng xám to vài trượng gặp phải đường cong tạo thành bởi thanh kiếm màu xanh liền bị xuyên thủng một cách dễ dàng. Chỉ một lúc sau, đám cự thạch xung quanh gần như đã bị tàn phá hết, có thể thấy rõ những lỗ thủng lớn bên trên. Đúng lúc này, những thanh âm ông ông bỗng truyền ra từ bên trong kiếm quang. Sau một tiếng ồ nhẹ, kiếm quang màu xanh thu lại, lộ ra một thanh niên áo đen đang cầm trong tay thanh linh kiếm màu xanh, người này đương nhiên chính là Liễu Minh. Tay áo hắn khẽ rung lên, một cái trận bàn truyền âm to cỡ một xích bắn ra và nằm lơ lửng trong không trung. Nhanh chóng tới chủ điện trên Lạc U Phong gặp ta. Bên trong trận bàn truyền ra những âm thanh trầm trầm của âm cửu linh. Liễu Minh hơi ngạc nhiên đôi chút, sau khi suy nghĩ một chút, hắn tung chảo lên một cái, trận bàn màu vàng xoay tít vài vòng rồi lại chui tọt vào tay áo. Lập tức Liễu Minh thu hồi phi kiếm màu xanh rồi cưỡi lên một đám mây đen bay thẳng về hướng Lạc U Phong. Các bạn đang nghe chuyện ma, thiên ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 652, Nhiệm vụ tông môn. Sau thời gian cạn một chén trà, trong chính điện của Lạc U Phong, âm cửu linh, thân mặc áo bào xám, đang ngồi ở ghế chủ tọa phía trên, nhắm mắt dưỡng thần. Đệ tử tham kiến sư tôn, cửa lớn gian chính điện chậm rãi mở ra để lộ bóng người Liễu Minh. Hắn bước thêm vài bước liền xa xa hướng tới phía âm cửu linh cúi người hành lễ. Không cần đa lễ, ta lần này triệu kiến ngươi đến đây là làm một chuyện muốn hỏi. Nghe nói ngươi đã từng tu luyện thái cương kiếm quyết nhưng kiếm phôi chi linh lại tự nổ mất, hiện tại ngươi đã ngưng tụ nó được thêm lần nữa phải không? Âm cửu linh khoát tay ngăn Liễu Minh, vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Âm sư Minh giám, cách đây ít năm, đệ tử trải qua một phen kỳ ngộ, đúng là đã lần nữa ngưng kết ra kiếm phôi chi linh. Nhưng trước đây không lâu, khi gặp phải cường địch lại phải sử dụng kiếm phôi chi linh thêm lần nữa. Liễu Minh vốn hơi giật mình nhưng lập tức kịp ứng đối, bẩm báo lại. Ở chuyến đi Thiên Kiếm Phong khi trước, Lương Cung cũng đã nói rõ âm cửu linh là hảo hữu của y nên việc này cũng không cần phải giấu giếm. Lại sử dụng kiếm phôi chi linh, ngươi lẽ nào không biết trước khi đem quán chú vào kiếm phôi chỉ thể thì kiếm phôi chi linh kỵ nhất là việc rời người sao? Ta trước tiên xem kỹ rồi nói. Âm cửu linh nghe vậy, nhíu mày nói. Kế đó, y không chờ Liễu Minh nói gì nữa, thân hình liền nhoáng cái đã đứng dậy khỏi ghế rồi bỗng mờ đi sau đó lẳng lặng xuất hiện bên người Liễu Minh. Cánh tay y khẽ động, năm ngón tay thoáng đặt lên cánh tay Liễu Minh. Liễu Minh chỉ cảm thấy một luồng khí tức âm lãnh từ cánh tay truyền tới, rồi nó nhanh chóng di chuyển khắp kỳ kinh bát mạch trong cơ thể. Một lát sau, luồng âm khí sau khi đảo quanh một vòng mới từ cánh tay hắn trở ra, quay về trong tay âm cửu linh.
Kiếm phôi chi linh trong người ngươi hoàn toàn chính xác không phải Thái Cương kiếm phôi, uy năng còn dư cũng không nhiều. Nói vậy thì nó đúng là một trong số vài loại kiếm phôi cực kỳ hiếm thấy so với các loại khác. Xem ra ngươi cũng là kẻ có vận số không nhỏ. Theo ta được biết, việc kiếm phôi chi linh đã vỡ nát, sau đó lại có thể ngưng kết ra kiếm phôi thứ hai, việc này thật sự rất ít thấy. Âm Cưu Linh sau khi buông cánh tay Liễu Minh ra liền mỉm cười nói. Đệ tử cũng cảm thấy cơ duyên của mình không nhỏ nên muốn dùng nhiều thời giờ hơn trên con đường kiếm tu. Liễu Minh thẳng thắn đáp, ngươi có thể ngưng kết ra kiếm phôi chi linh thêm lần nữa, tự nhiên là một chuyện tốt. Chỉ có điều Thái Cương kiếm quyết là bí pháp mà chỉ có đệ tử bí truyền mới có tư cách tu luyện. Kiểm tra khi ngươi mới nhập môn thì kiếm phôi chi linh đã bị hủy hoại nên chấp pháp điện mới không truy cứu sâu chuyện này. Hiện tại mà nói, chỉ sợ không giống lúc xưa. Sau này nếu có ngày bị chấp pháp điện phát hiện, đệ tử chấp pháp e rằng sẽ còn sờ lên đầu ngươi đó. Âm Cửu Linh bước vài bước, ngồi lại lên ghế, miệng chậm rãi nói. Sư tôn, đệ tử. Trong lòng Liễu Minh khẽ động, hắn bây giờ lập tức muốn nói điều gì đó. Không cần giải thích thêm, ngươi cũng không cần lo lắng quá về việc này. Như đã nói, ngươi là đệ tử nội môn, hơn nữa lại là đệ tử thân truyền của Âm Mỗ thì ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Vi sư sẽ đi nói rõ việc này với chấp pháp điện. Việc ngươi có thể một lần nữa cô động ra kiếm phôi chi linh cũng là cơ duyên của ngươi, chắc cũng không phải là chuyện gì quá lớn. Âm Cửu Linh bình thản đáp, đa tạ sư tôn thành toàn. Liễu Minh nghe được lời ấy thì không khỏi vui vẻ. Việc này dù sao cũng liên quan đến môn quy giới luật, trước giờ vẫn khiến hắn thầm lo lắng không thôi. Nếu có thể như vậy mà giải quyết được thì tất nhiên là không còn gì tốt hơn rồi. Như vậy sau này hắn cũng không cần phải e dè việc thi triển Thái Cương kiếm quyết cùng các loại độc môn kiếm quyết khác trước mặt đồng môn nữa. Xem ra hắn bái làm môn hạ vị trưởng tọa Lạc U Phong này đúng là đã tìm được cho mình một chỗ dựa không tồi. Khi Liễu Minh còn đang mừng vui, Âm Cửu Linh bỗng nhiên đổi chủ đề hỏi tiếp Liễu Minh, vi sư còn một việc hỏi ngươi. Ta nghe nói trước đây không lâu, ngươi đã đi một chuyến tới Linh Đỉnh Phong, còn lấy được chứng nhận tư chất đan sư. Việc này có hay không? Hồi bẩm sư tôn, đúng là có việc này. Liễu Minh nghe xong có hơi kinh ngạc nhưng đáp ngay không chút do dự. Rất tốt, ngươi như vậy mà kiêm tu cả đan đạo. Như vậy nói không chừng sau đây không lâu, ngươi còn có thể có một cơ duyên khác. Âm Cửu Linh cười ha hả nói, Liễu Minh tuy chẳng hiểu gì nhưng cũng chỉ có thể vâng dạ cười cười. Tiếp đó, Âm Cửu Linh lại hỏi thăm một ít vấn đề mà Liễu Minh gặp phải khi tu luyện trong thời gian gần đây. Cơ hội như thế này, Liễu Minh khó mà gặp được, tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Hắn lúc này những vấn đề còn đặt trong lòng ra nói từng điều một, Âm Cửu Linh cũng không chút giấu giếm, giải đáp từng cái một cho hắn. Cứ như thế mà thoáng cái đã qua hai canh giờ. Đến khi mặt trời xuống núi, Liễu Minh mới cáo biệt vị sư phụ này rồi kết pháp quyết biến thành một đạo cầu vồng xanh bay trở về động phủ. Mấy ngày sau, khi đang ngồi điều tức trong mật thất, Liễu Minh lại nhận được truyền âm của Âm Cửu Linh. Nhưng lần này là do có người của chấp pháp điện muốn gặp hắn, lệnh cho hắn trong một, hai canh giờ nữa phải đến chính điện Lạc U Phong. Liễu Minh xem trận bàn đưa tin xong liền không nói hai lời, đứng dậy đi ra khỏi động phủ rồi cưỡi mây xé gió bay về phía Lạc U Phong. Một lát sau, trong đại điện của Lạc U Phong, Liễu Minh, thân mặc áo đen, đang yên lặng đứng chờ. Gần nửa canh giờ sau, Âm Cửu Linh cùng một đại hán cường tráng, đầu đội vòng kim cô, trên mặt có một chòm râu đi vào trong đại điện. Liễu Minh, vị này chính là Triệu Phó Điện, chủ chấp pháp điện, còn không mau bái kiến. Âm Cửu Linh vừa thấy Liễu Minh liền cười cười nói, đệ tử bái kiến Triệu Phó Điện chủ. Liễu Minh nghe thế thì không dám thất lễ, tức thì tiến lên cúi người hành lễ với vị tráng hán. Không cần đa lễ, bổn tọa hôm nay tới đây cũng chỉ là muốn xác minh tình trạng của ngươi một chút, sau đó sẽ tuyên bố quyết định cuối cùng của bản điện với sự việc Thái Cương kiếm quyết. Lời vừa dứt, người vị Triệu Phó Điện chủ này thoáng mờ đi một cái sau đó đặt một tay lên vai Liễu Minh. Liễu Minh lập tức thấy có một luồng năng lượng to lớn từ đầu vai chui vào trong người hắn, rồi lại cảm giác như có một dòng nước ấm bắt đầu mạnh mẽ di chuyển. Pháp lực bắt đầu sôi trào nhưng đồng thời bị dòng nước ấm áp chế khiến cả người hắn không thể động đậy. Một lát sau, dòng nước ấm sau khi đi khắp thân thể hắn liền bị tráng thu hồi trở lại, đồng thời trên mặt y tràn ngập vẻ như đang nghĩ tới điều gì đấy. Thấy tình hình này, trong lòng Liễu Minh không khỏi có chút không yên tâm. Nhưng Âm Cửu Linh ở bên cạnh thì thần sắc vẫn bình thản chứng kiến mọi việc.
khoảng nửa thời gian ăn một bữa cơm sau đấy, hình như Triệu Phó Điện Chủ cuối cùng cũng đã có kết luận, thần sắc y ngưng lại một chút rồi nhìn sang Liễu Minh. Gật gật đầu nói, ta đã kiểm tra kiếm phôi trong người ngươi, xác thực là nó mới được ngưng tụ ra gần đây, việc này cũng không tính là cố tình vi phạm môn quy. Thế nên mấy vị trưởng lão của bản điện quyết định, do ngươi đã trở thành đệ tử nội môn, cộng thêm việc ngươi lập đại công tiêu diệt huyết đế tử, kẻ thù của bản môn, lại được âm sư đệ bảo đảm nên việc tu luyện Thái Cương kiếm quyết không cần phải truy cứu nữa. Tuy vậy trong vòng 100 năm tới, người cần phải nộp 300 vạn điểm cống hiến để học bí quyết này, đồng thời vì tông môn mà tiếp tục lập đại công. Đa tạ Triệu sư bá và âm sư tôn. Liễu Minh nghe thấy thế thì tự nhiên vui mừng khôn xiết, vội vàng thi lễ cảm ơn Tráng Hán và âm Cửu Linh. Âm Cửu Linh chỉ cười mà không nói gì. Liễu Minh, ta còn nghe nói ngươi cũng là một đan sư cảnh giới ngưng dịch, có việc này không? Triệu Phó Điện Chủ tựa như chợt nhớ tới điều gì, lại cất tiếng hỏi. Hồi bẩm Triệu Phó Điện Chủ, việc thân phận đan sư của đệ tử đã được tông môn chứng nhận là hoàn toàn chính xác. Lấy lệnh bài thân phận của người ra đây, ta muốn kiểm tra thực hư một chút, Triệu Phó Điện Chủ nói. Vâng, Liễu Minh mặc dù đối với việc được đối phương coi trọng có chút không ngờ tới nhưng vẫn nhanh chóng tháo lệnh bài thân phận bên hông rồi cung kính đưa tới cho vị tráng hán này. Tốt, tốt lắm. Âm trưởng tọa, việc của Triệu mỗ đã xong, ta liền cáo từ trước. Sau khi kiểm tra lệnh bài thân phận của Liễu Minh xong, sắc mặt vị Triệu Phó Điện Chủ này vốn trước nghiêm túc bỗng chốc tràn đầy vẻ mừng vui rồi cáo từ rời đi. Liễu Minh trông theo hướng vị Triệu Phó Điện Chủ rời đi, nhất thời có cảm giác mơ hồ khó hiểu. Âm Cửu Linh chỉ nhìn hắn, mỉm cười rồi nói một câu, tự lo liệu cho tốt. Nói dứt lời y cũng rời khỏi đại điện. Liễu Minh cũng chỉ còn có thể mang cảm giác mù mờ khó hiểu kia rời khỏi đó rồi quay về động phủ của mình. Một ngày nửa tháng sau, ở giữa phòng luyện đan trong động phủ của Liễu Minh, một cái đỉnh lớn màu xanh biếc đặt trên mặt đất. Dưới đáy đỉnh, lửa lớn đang rào rạt bốc lên, mặt ngoài đỉnh nổi lên từng vầng sáng đủ mọi màu sắc. Ở trước cái đỉnh lớn, Liễu Minh khoanh chân ngồi, bên cạnh hắn là mấy cái lọ trống không nằm ngổn ngang trên mặt đất. Hiện tại, hắn đang luyện chế Uẩn Linh Đan. Đúng lúc này, ở ngoài động phủ bỗng có một điểm quầng sáng màu xanh lóe lên rồi nhanh chóng rơi xuống. Quầng sáng thu lại để lộ ra gã nam thanh niên cao, gầy tong teo mặc phục sức của đệ tử chấp pháp điện. Thanh niên này móc một tấm phù lục màu trắng ra rồi đưa lên gần miệng đoạn nhỏ giọng nói một hai câu. Sau đó y kẹp tấm phù giữa hai ngón tay, miết một cái khiến nó vỡ tan thành những điểm sáng trắng nhỏ tỏa ra. Một khắc sau, trong tai Liễu Minh liền có âm thanh lạnh nhạt của nam tử truyền đến, tại hạ là Diệp Quýnh, đệ tử chấp pháp điện. Đệ tử Lạc U Phong, Liễu Minh nhanh chóng ra tiếp lệnh chấp pháp điện. Liễu Minh nhanh chóng suy nghĩ một chút, trong đầu không khỏi nghĩ đến vị Triệu Phó Điện Chủ chấp pháp điện mà hắn đã diện kiến nửa tháng trước. Thần sắc hắn tức thì khẽ động đồng thời ngừng pháp quyết, sau khi đem ánh mắt quét qua lục thần đỉnh trước mặt. Tính toán thời gian cần thiết cho lò đan này phái mấy canh giờ nữa, hắn liền sửa sang quần áo, rời mật thất rồi đi thẳng đến cửa lớn động phủ. Tại hạ là Liễu Minh, vị sư huynh chấp pháp điện này không biết đến đây là có chuyện gì. Liễu Minh mở cửa đá ra, vừa trông thấy thanh niên cao gầy trước mặt liền ôm quyền hỏi. Ngươi đúng là Liễu Minh, tại hạ đã sớm nghe đại danh Liễu sư đệ. Bây giờ, Triệu Phó Điện Chủ chỉ tên, giao cho ngươi hoàn thành một nhiệm vụ. Nếu hoàn thành, ngươi có thể đạt được 20 vạn điểm cống hiến, hơn nữa còn trực tiếp tính là vì tông môn lập đại công. Thanh niên cao liếc nhìn Liễu Minh rồi bỗng mỉm cười nói. Tông môn đại công, 20 vạn điểm cống hiến. Không biết là nhiệm vụ gì, mong sư huynh chỉ rõ. Liễu Minh nghe được vậy thì trong lòng nao nao. Đúng khi hắn đang phiền muộn vì không biết hoàn thành cái tông môn đại công trong miệng Triệu Phó Điện Chủ nói trước kia như thế nào, không ngờ nhanh như vậy lại đã có nhiệm vụ. Cơ duyên mà âm Cửu Linh nói khi trước, hẳn là chỉ việc này. Sư đệ không cần lo lắng. Bổn môn có một vị thái thượng trưởng lão bí truyền, người này cần một đệ tử đã thông hiểu kiếm đạo, lại hiểu thuật luyện đan hoàn thành một cuộc khảo thí nho nhỏ. Thanh niên cao gầy nói đôi câu giải thích qua qua. Không biết Triệu Phó Điện Chủ yêu cầu ta hoàn thành nhiệm vụ này lúc nào? Liễu Minh nhanh chóng suy nghĩ thấu đáo rồi ngưng trọng hỏi. Sáng sớm ngày mai ngươi, đi tới chấp pháp điện là được, Triệu Điện Chủ sẽ đích thân đưa ngươi đi gặp vị thái thượng trưởng lão này. Được rồi, ta đã thông báo việc này cho ngươi xong, tại hạ xin cáo từ đi trước. Thanh niên cao gầy nói tiếp hai câu xong liền chắp tay từ biệt Liễu Minh, đoạn một tay bấm pháp quyết,
hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh xé gió bay đi. Các bạn đang nghe chuyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 653, Đấu Kiếm Đan. Liễu Minh xoay người đi vào phòng luyện đan trong động phủ, lặng lẽ chờ hai canh giờ, sau khi luyện chế thành công mấy khỏa uẩn linh đan bình thường liền thu lục thần đỉnh lại. Trong đầu hắn lúc này vẫn đang tràn đầy những lời nói về Thái Thượng Trưởng Lão. Cái gọi là Thái Thượng Trưởng Lão không giống như những trưởng lão chấp sự hay trưởng lão của các phong phân nhánh khác. Để có thể xếp vào hàng ngũ này thì tiêu chuẩn duy nhất chính là tu vi người đó phải đạt đến cảnh giới thiên tượng. Ở trong Thái Thanh Môn, bất luận thân phận ngươi trước kia là gì, chỉ cần tiến cấp đến thiên tượng cảnh thì lập tức có thể trở thành Thái Thượng Trưởng Lão của tông môn. Khi đó, chẳng những nắm giữ quyền lực lớn, được cung cấp lượng tài nguyên khó tưởng tượng mà đồng thời còn chính thức trở thành trụ cột vững vàng của Thái Thanh Môn. Căn cứ theo những điều Liễu Minh biết thì dù bản thân Thái Thanh Môn là một trong tứ đại Thái Tông nhưng cũng không có quá mười mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão thiên tượng cảnh. Vị phù chỉ mà hắn gặp Ly Hợp Cung khi trước chính là một trong số đó. Những vị Thái Thượng Trưởng Lão của Thái Thanh Môn này ở trên toàn đại lục Trung Thiên chỉ cần vung tay nhấc chân là có thể dễ dàng nghiền ép một tông môn bình thường. Hắn tuy không biết vì sao đột nhiên vị Thái Thượng Trưởng Lão này lại cần một tên đệ tử thông hiểu cả kiếm đạo cùng đan dược. Nhưng nếu thù lao là 20 vạn điểm cống hiến lại còn được tính là vì tông môn lập đại công thì việc này đối với vị trưởng lão kia mà nói hẳn là một việc cực kỳ quan trọng. Xem ra sắp tới đây, hắn phải dốc hết sức phối hợp, làm cho vị Thái Thượng Trưởng Lão này vừa lòng mới được. Liễu Minh nghĩ tới đây bèn đi ra khỏi phòng luyện đan, đi đến phòng ngủ nằm ngáy o o o. Để làm tốt chuyện của ngày mai thì hôm nay phải cẩn thận nghỉ ngơi dưỡng sức một phen. Sáng sớm hôm sau, Liễu Minh mang tinh thần sảng khoái rời khỏi động, cưỡi mây nhanh chóng bay về phía chấp pháp điện. Nửa canh giờ sau, đám mây tản ra, Liễu Minh từ trên đó rơi xuống chỗ chấp pháp điện trên đỉnh núi. Kết quả là hắn vừa bước vào cửa lớn chấp pháp điện đã thấy vị triệu phó điện chủ đứng chờ sẵn ở đó. Tốt, cuối cùng người đã đến, đi theo ta. Vị triệu điện chủ này vừa thấy Liễu Minh thì sắc mặt liền vui vẻ, tay vẫy một cái sau đó lập tức xoay người bước đi. Liễu Minh tự nhiên vâng dạ một câu rồi đi sát theo. Không lâu sau đó, hai người, một trước một sau, đã đi vào trong một gian thiên điện phía sau chấp pháp điện. Nơi này có hơn 10 cái pháp trận truyền tống lớn nhỏ không đều, màu sắc màn sáng cấm chế trên mỗi cái cũng không giống nhau. Lúc trước, hắn tới chấp pháp điện, trong lúc vô tình liếc mắt đã nhìn thấy nơi này, về phần những cái truyền tống trận này truyền đến nơi nào thì hắn lại không thể biết được. Không chờ Liễu Minh mở miệng hỏi thăm điều gì, vị triệu điện chủ đã đưa cho Liễu Minh một tấm phù lục tỏa ánh sáng vàng mờ mịt. Kế đó y chỉ vào một cái pháp trận truyền tống rồi nói, người nhìn thấy cái pháp trận màu xanh nhạt kia chứ? Đây là truyền tống phù, ngươi chỉ cần cầm lấy tấm phù này rồi bước vào pháp trận đó là được đưa thẳng đến chỗ ở của vị Thái Thượng Trưởng Lão kia. Vâng, triệu sư bá. Liễu Minh đưa tay nhận truyền tống phù, cung kính đáp. Tiếp đó, hắn cầm phù lục màu vàng, đi vài bước vào pháp trận. Hắn điều động pháp lực liền thấy một luồng sáng vàng từ trong tấm truyền tống phù bay ra, lóe lên rồi chui vào trong chỗ viền truyền tống trận. Toàn bộ pháp trận lập tức vang lên một tràng âm thanh ông ông. Liễu Minh chỉ thấy ánh sáng màu lục trước mắt sáng lòa, không gian xung quanh khẽ run lên sau đó liền không thấy rõ được thứ gì xung quanh nữa. Một khắc sau, trong tai hắn có tiếng ầm truyền đến. Khi hắn lại thấy rõ được mọi thứ xung quanh thì thân mình đã thình lình xuất hiện trong một không gian nhỏ xanh Không gian này chỉ rộng khoảng 10 mẫu, liếc nhìn vách tường khí bốn phía xung quanh đều thấy màu xanh lục tràn ngập, vậy mà chẳng hiểu tại sao không gian này lại thấy hết sức sáng sủa. Sau khi Liễu Minh tập trung ánh mắt liền dễ dàng thấy ở không xa phía trước có một gian nhà tranh bình thường cùng một mái đỉnh gỗ đứng lẻ loi. Bên cạnh gian nhà tranh là một mảnh ruộng cây thuốc rộng vài mẫu, bên trong ruộng có vô số loại linh thảo linh khí cực cao. Hắn liếc mắt nhìn liền phát hiện trong số đó có một loại cỏ nhỏ màu đỏ thẫm giống như loại linh dược tên dẫn hồn thảo từng xuất hiện ở trong hội đấu giá khi trước. Một khỏa loại này có hỏa hầu 300 năm xuất ra giá cũng gần 100 vạn linh thạch. Những linh thảo linh dược khác, hắn tuy rằng không có cách nào để nhận ra từng loại nhưng nghĩ nhất định đều không phải vật phàm mà đều là một số ít loại linh thảo quý hiếm, khó thấy ở bên ngoài. Ở giữa mảnh ruộng thuốc, ngoài những linh thảo còn có vài con linh cầm ở bên nghỉ ngơi, mỗi một con đều có khí tức bất phàm. Trong đó có một con,
người mang năm màu đứng nhàn rỗi, xoay cái cổ nhỏ dài nhìn qua liếc lại khiến nội tâm Liễu Minh nhảy dựng. Đúng lúc này, cửa gian nhà tranh kêu két một tiếng, từ trong mở ra, từ trong nhà có hai lão giả đi ra. Bộ dáng hai người đều khoảng 5-60 tuổi, một lão giả trong đó thân mặc áo bào trắng, tóc bạc dài, mặt mũi hồng hào. Một người khác thì thân mặc áo bào đỏ, tướng mạo bình thường, trên đầu là mớ tóc muối tiêu rối bù, con mắt hiện lên màu lam nhạt. Liễu Minh dùng thần thức, quét qua thì thấy căn bản không có cách nào nhìn ra tu vi hai người sâu cạn ra sao, hiển nhiên họ đều là kẻ đã vượt qua chân đan cảnh. Đệ tử Liễu Minh, bái kiến hai vị thái thượng trưởng lão. Liễu Minh hiện tại dừng chân tại chỗ, thần sắc cung kính, cúi người hành lễ với hai người ở phía xa xa. À, ngươi chính là đệ tử tới giúp lần này, không tệ, tuổi còn nhỏ là không ngờ pháp lực lại tinh thuần hiếm có. Lão giả áo bào đỏ dùng ánh mắt như điện quét qua người Liễu Minh, sau đó cười hắc hắc nói. Vị lão giả kia chỉ liếc mắt đã nhìn ra pháp lực của Liễu Minh có độ tinh thuần hơn xa đệ tử nội môn bình thường. Lão phu trung ý, là chủ nơi này, cũng là người giao nhiệm vụ. Vị bên cạnh này chính là Diêu Phú Văn Diêu trưởng lão. Lão giả mặc áo bào trắng dùng hai mắt dò xét Liễu Minh sau đó cũng lộ vẻ hài lòng, chậm rãi giới thiệu. Thì ra là Trung trưởng lão, Diêu trưởng lão. Liễu Minh nghe xong cả kinh liền vội vã thi lễ lần nữa. Tuy là lần đầu gặp mặt nhưng bởi Thái Thanh Môn cũng không có nhiều vị thái thượng trưởng lão cho lắm nên danh tính hai người Liễu Minh đã sớm nghe được. Trong số đó, Trung ý là trưởng lão thiên tượng cảnh duy nhất tinh thông đan đạo, còn Diêu Phú Văn thì tinh thông luyện khí chi đạo. Hai người này cùng một vị trưởng lão khác tinh thông phù lục chi đạo được xưng tụng là Thái Thanh Tam Linh, ở Thái Thanh Môn họ tuyệt đối là những tồn tại siêu nhiên. Được rồi, không cần đa lễ nữa. Trung sư đệ, cái bảo đỉnh kia ta cho ngươi mượn dùng nó một thời gian, sau khi người xong việc thì trả lại cho ta là được. Diêu Phú Văn khoát tay về phía Liễu Minh rồi xoay người lại nói với lão giả áo bào trắng bên cạnh. Vậy ta liền đa tạ Diêu sư huynh đã nhượng thứ yêu thích. Ngày sau xong việc sẽ tự mình mang đỉnh đến nhà đưa lại Diêu huynh. Trung ý tức thì vô cùng khách khí nói. Trung sư đệ, lời này không đúng rồi. Ta và ngươi đã là sư huynh đệ hơn ngàn năm nay, còn khách sáo như thế làm gì? Được rồi, Diêu mỗ còn có việc khác nên không xem sư đệ luyện đan được, cáo từ trước. Áo giả áo bào đỏ thoải mái cười hắc hắc sau đó liền hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ, qua mấy lần chớp động liền biến mất khỏi không gian thần bí. Lão giả áo bào trắng thấy vậy bèn thu lại vẻ tươi cười trên mặt rồi quay đầu về phía Liễu Minh, trầm giọng nói, triệu phó điện chủ cho ta biết. Ngươi là luyện đan sư, hơn nữa còn luyện chế ra đan dược cấp địa phẩm, đồng thời đã từng tu luyện Thái Cương kiếm quyết, với kiếm đạo cũng tinh thông một chút. Mấy điều này đều là sự thật. Bẩm báo Thái Thượng trưởng lão, đúng là như thế. Liễu Minh không do dự đáp. Rất tốt, nói như vậy thì người thật có thể giúp ta một chút đấy. Lần này, ta tìm người tới đây là muốn ngươi hỗ trợ ta luyện chế một loại đan dược thượng cổ tên là đấu kiếm đan. Nghe cái tên này người hẳn đã rõ vì sao ta muốn tìm ngươi. Lúc trước có một đệ tử hỗ trợ ta luyện đan nhưng vì tu luyện, cần phải bế quan nên không có cách nào hỗ trợ ta. Trong tông môn vốn còn có mấy người cũng có thể đảm đương nhiệm vụ này nhưng hết lần này tới lần khác. Chúng đều có việc ra ngoài mất, mà việc tu luyện của ta gần đây lại có nhu cầu cấp bách cần hiệu dụng của loại đan này. Thế nên qua nhiều lần khó khăn, trắc trở mới tìm đến ngươi đấy. Đệ tử tình nguyện đem hết khả năng, hỗ trợ tiền bối luyện thành đan này. Liễu Minh nghe lão nói lời ấy thì bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng ôm quyền nói. Thế thì rất tốt. Sau khi xong việc, tự nhiên sẽ có chỗ tốt cho người. Việc này không nên chậm trễ, bắt đầu luôn nhé. Ngươi theo ta tới đây. Trung ý sau khi gật gật đầu liền vẫy tay một cái về phía Liễu Minh, hài lòng nói. Tiếp đó, lão giả áo bào trắng mang Liễu Minh tiến vào trong gian nhà tranh. Gian nhà này nhìn như nhà tranh bình thường, nhưng khi vào trong phòng này lại như lạc vào một thế giới khác, rõ ràng là một phòng luyện đan vuông chằn chặn. Diện tích ước chừng khoảng mấy chục trượng, một bên phòng đặt mấy giá sách bằng hoàng mộc cùng một cái giường giản dị, ngoài mấy thứ này thì không còn gì khác. Trên mặt đất ở một phía khác, có một cái rãnh sâu hơn một tấc, mơ hồ có thể thấy được nó tạo thành một pháp trận. Trung ý đi đến trước pháp trận, tay áo lão run lên, một cái đỉnh nhỏ màu đỏ thẫm bay vọt ra, sau khi nó quay một vòng liền hóa lớn cao 3-4 trượng, kế đó, phanh một tiếng, nó liền rơi lên trên mặt đất, chỗ có cái rãnh tạo thành pháp trận kia. Phía trên cái đỉnh có thể thấy rõ phù văn 3 màu đỏ, vàng,
Lam, Liễu Minh thấy thế hơi sững sờ. Đỉnh này chính là cái đỉnh lúc trước hắn đã thấy ở tiểu viêm giới, tam vị chân diễm đỉnh. Sau đây, ta lập tức tiến hành luyện chế đấu kiếm đan. Việc ngươi cần làm là vào thời điểm sắp ngưng đan thì liên tục, không ngừng xuất ra kiếm khí quán chú đến đỉnh lô là được. Ngươi nếu đã là một tên luyện đan sư thì hẳn biết lúc nào là lúc ngưng đan. Nhớ nắm bắt thời cơ, không thể quá sớm cũng không thể quá muộn, nếu không thì đan này không có cách nào hấp thu đủ lượng kiếm khí. Kéo theo việc chúng ta cũng không có cách nào thuận lợi luyện chế thành công được. Trung ý nhìn Liễu Minh, lạnh nhạt căn dặn. Liễu Minh nghe vậy, tự nhiên cung kính nói câu vâng dạ. Trung ý kế đó hít sâu một hơi, hai tay mười ngón bỗng nhiên biến hóa một hồi, đánh ra liên tiếp mấy đạo pháp quyết vào tam vị chân diễm đỉnh trước mặt. Phù văn ba màu ở mặt ngoài cự đỉnh lập tức chớp động liên tục, đồng thời nắp đỉnh bay lên thật nhanh, trong miệng đỉnh thỉnh thoảng có hào quang ba màu quét ra. Đúng vào lúc này, một tiếng oảnh vang lên. Một đạo pháp quyết chui vào trận pháp dưới đáy đỉnh rồi một ngọn lửa hình rồng nóng bỏng dị thường phóng lên trời, sau khi xoay một cái liền bao bọc trọn phần đáy đỉnh. Tay áo Trung Ý run lên, ba tấm phù chữ vật liền xuất hiện trong lòng bàn tay, sau khi chúng liên tiếp bị xé đi liền. Thấy xuất hiện một đống tài liệu khiến Liễu Minh hoa mắt, trong số đấy phần lớn là những loại Liễu Minh không biết tên. Tất cả đều đang lơ lửng trong không trung trước người Trung Ý. Một khắc sau, hai tay của vị lão giả này liên tiếp bay múa. Toàn bộ tài liệu trước người liền biến thành một làn sóng tự hành, nhảy hết vào trong đỉnh, kế đó nắp đỉnh liền rơi xuống rồi khép lại. Sau khi làm xong hết thảy, một mặt Trung Ý bấm đốt tay tính toán hỏa hầu, một mặt lẳng lặng chờ đợi. Thỉnh thoảng đánh vài đạo pháp quyết vào trong đỉnh để luôn luôn khống chế được nhiệt độ của lửa bên ngoài đỉnh. Các bạn đang nghe chuyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 654, Kiếm Hoàn. Hai mắt Liễu Minh nhìn chăm chú không rời khỏi cái lò luyện, do đây là lần đầu luyện đấu kiếm đan nên hắn cũng không rõ phải mất bao lâu mới luyện thành và thời điểm thành đan chính xác là khi nào. Vì vậy hắn chỉ còn cách luôn luôn cảnh giác để tránh làm mất thời cơ tốt nhất rót kiếm khí vào. Cứ như vậy, hai người cùng ngồi yên lặng trong căn nhà tranh 3 ngày 3 đêm liền. Liễu Minh cũng đã nắm vững những thời điểm cần rót kiếm khí vào, động tác của hắn ngày càng thành thục. Mỗi lần rót kiếm khí vào trong lò luyện đều đã không phát ra tiếng động, hơn nữa hơn một nửa số kiếm khí rót vào đều được hấp thụ, chỉ có non nửa bị tán loạn hao hụt mất. Liễu Minh còn đang cho rằng phải tốn thêm nhiều thời gian nữa mới thành đan thì nắp lò luyện bỗng nhiên rung rung lên, một đám lửa màu trắng bốc lên từ trong lò. Có lẽ chuẩn bị tới lúc rồi, sắp tới ta mở nắp lò ra, ngươi hãy vận hết toàn bộ pháp lực, có thể phóng ra bao nhiêu kiếm khí thì phóng hết ra bấy nhiêu. Trung ý nhìn thấy cảnh này thì ánh mắt lóe lên rồi dặn dò. Liễu Minh thấy vậy liền tập trung toàn bộ kiếm quyết vào thanh kiếm trên tay, tay cầm kiếm của hắn vung lên tạo thành từng đạo kiếm ảnh màu xanh bay thẳng vào trong lò luyện. Nhận được vô số kiếm khí tràn ngập vào, bên trong lò luyện lập tức vang lên những tiếng va chạm không ngừng của các đạo kiếm khí. Thời gian chừng một bữa cơm trôi qua, Trung ý khẽ nói nhỏ một tiếng ngừng, Liễu Minh lúc này mới ngừng rót pháp lực và thu hồi kiếm quyết. Làm tốt lắm, ngươi hãy nghỉ ngơi một chút đi. Sau khi khen ngợi Liễu Minh một câu, Trung ý phất tay áo đóng nắp lò luyện lại rồi hai mắt nhắm nghiền, tiếp tục chờ đợi. Kết quả là sau khoảng 2 canh giờ, trong lò luyện vang lên một tiếng nổ, ầm. Sau đó một mùi khét lẹt kèm theo khói tràn ngập khắp gian nhà tranh. Thất bại rồi. Lắc đầu nhẹ một cái, Trung ý bấm pháp quyết mở nắp lò luyện ra rồi khẽ vẩy tay một cái. Một vật thể đen xì phát ra ngọn lửa ba màu hiện lên trên tay lão. Sau khi liếc nhìn một cái, lão để vật kia qua một bên rồi lại lấy ra 3 cái chữ vật phù và xé nát, đống nguyên vật liệu mới được cho ngay vào trong lò luyện. Sau đó lão bấm niệm pháp quyết, thổi bùng lên ngọn lửa dưới đáy lò và bắt đầu mẻ luyện đan lần hai. Liễu Minh cũng tiếp tục lẳng lặng chờ. Một mặt hắn điều tức khôi phục pháp lực, mặt khác chăm chú theo dõi những biến động trong lò luyện. Sau đó khoảng hơn 3 ngày rưỡi, một tiếng ầm lại vang lên trong lò luyện, mùi khét lẹt lại bay khắp nơi, mẻ đan thứ hai tiếp tục thất bại. Liễu Minh thấy cảnh này cũng phải há hốc miệng. Đấu kiếm đan quả nhiên rất khó luyện thành. Một vị tông sư luyện đan vô cùng tinh thông đan đạo có cảnh giới thiên tượng mà mới gặp 2 mẻ thất bại liên tiếp. Có thể thấy được tỷ lệ thành đan thấp cỡ nào, chưa kể tới việc những nguyên liệu dùng để luyện đan mới được sử dụng kia. Bất kỳ loại nào trong đó cũng đều là những loại phóng mắt khắp thế giới bên ngoài cũng đều quý hiếm,
có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Tuy nhiên sắc mặt Trung Ý vẫn không hề thay đổi, lão tiếp tục lấy ra ba cái chữ vật phù và tiếp tục luyện mẻ thứ ba. Mấy ngày sau, ngay khi lúc nắp lò có dấu hiệu rung rung, Liễu Minh lập tức thúc giục kiếm quyết đánh ra từng đạo kiếm khí chui vào trong khe hở nhỏ trên miệng tam vị chân diễm đỉnh. Hai canh giờ sau khi Trung Ý đậy nắp lò lại, trong lò vang lên những tiếng nổ lốp bốp không ngừng, những âm thanh này kéo dài trong khoảng thời gian chừng một bữa cơm. Ngay tại lúc Liễu Minh vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một ngọn lửa ba màu đột nhiên phóng lên từ trong khe hở nhỏ ở nắp lò. Thành công! Trung Ý thấy cảnh này thì vô cùng mừng rỡ, lão vung tay đánh ra một đạo pháp quyết. Nắp lò từ từ mở ra làm hiện dần ra một vầng sáng bạc, đồng thời một cỗ kiếm ý ngút trời cũng đang từ trong lò luyện bộc phát ra ngoài. Lúc này, tu di kiếm phôi chi linh trong cơ thể Liễu Minh dường như cũng cảm ứng được gì đó, nó đang run lên không ngừng. Liễu Minh khẽ giật mình, hắn vội bấm niệm pháp quyết trấn áp những rung động khác thường vừa rồi của kiếm phôi chi linh. Lúc này Trung Ý mới dừng pháp quyết, một tay lão khẽ vẫy, ba viên nhỏ chừng ngón tay cái được bao bọc bởi tam sắc đăng diễm từ trong lò luyện bay thẳng vào trong tay lão. Lão lấy hai ngón tay kẹp một viên rồi đưa lên mắt quan sát tỉ mỉ. Xuyên qua ngọn lửa ba màu phủ bên ngoài có thể nhìn rõ viên đan dược màu trắng bên trong, trên bề mặt của nó hiện lên một đạo đan văn màu vàng nhàn nhạt. Liễu Minh đứng cạnh, ngay khi nhìn thấy ba viên đan dược màu trắng được bao phủ bởi ngọn lửa ba màu thì trong lòng hắn đã giật mình. Viên đan dược đấu kiếm đan này hóa ra có khí tức giống hệt viên đan dược khi trước hắn lấy được trong tiểu viêm giới. Chỉ là viên đan dược của hắn to hơn một vòng và trên mặt có ba đạo đan văn màu vàng so với ba viên này chỉ có một đạo đan văn, hơn nữa viên đan dược của hắn có linh tính cao hơn hẳn. Ha ha, thành công thật rồi. Có viên đan dược này thì vấn đề tấn cấp kiếm hoàn sau này đã không là gì rồi. Đương nhiên sau khi luyện thành, đan, Trung Ý rất hài lòng, lão ngửa mặt lên trời cười ha ha. Thưa Thái Thượng trưởng lão, viên đấu kiếm đan này có liên quan gì tới kiếm hoàn ạ? Liễu Minh nghe thấy hai chữ kiếm hoàn thì cảm thấy chấn động, hắn nhớ lại khi cùng Diệp Thiên Mi ra biển trước đây cũng đã được nghe nàng nói về khái niệm này, bây giờ hắn nhịn không được nên hỏi ngay. Chà, ngươi không rõ cũng là chuyện thường thôi, Nguyên Linh Phi Kiếm sau khi tấn cấp thì thành kiếm hoàn, nó có thể coi là pháp bảo chính thức. Tuy nhiên quá trình tấn cấp của nó khác hẳn các linh khí thông thường, nó phải liên tục giao đấu với các phi kiếm khác rồi cuối cùng mới một lần thành công. Có đấu kiếm đan thì chẳng cần phải đấu pháp với các cường giả kiếm tu nữa, viên đan dược này có khả năng giúp các loại phi kiếm tự ma luyện, tranh đấu với nhau. Trung Ý khẽ vuốt chòm râu hoa dâm và từ từ giải thích. Liễu Minh nghe thấy vậy lập tức hiểu ra đôi chút. Hóa ra quá trình tấn cấp kiếm hoàn là như vậy, hiện nay hắn đang có trong tay một viên đan dược phàm phẩm với ba đạo đan văn, tất nhiên trong lòng hắn vô cùng vui sướng. À, nghe nói kiếm phôi chi linh của ngươi vì một lý do nào đó mà bị hao tổn hả? Lần này luyện chế thành công đấu kiếm đan, ngươi cũng có công không nhỏ. Như vậy đi, ta cho ngươi mở ra một đạo dẫn phù giúp ngươi tiến vào bí địa kiếm hồn điện của bổn môn một lần. Chỗ đó vốn dĩ chỉ cho phép đệ tử bí truyền tiến vào. Ngươi có thể từ việc đánh chết các kiếm hồn trong điện để hấp thu năng lượng của nó và biến thành kiếm ý. Điều này giúp kiếm phôi chi linh khôi phục những tổn thất một cách nhanh chóng. Thậm chí còn có thể giúp nó mạnh hơn gấp đôi lúc đầu. Trung Ý đột nhiên nói ra mấy lời với Liễu Minh bằng thái độ rất vui vẻ. Kiếm hồn điện, đa tạ Thái Thượng trưởng lão khai ân. Mấy chữ này Liễu Minh lần đầu nghe thấy, tuy nhiên hắn cũng nghe được là nơi này có thể giúp khôi phục lại kiếm phôi nên hắn vô cùng mừng rỡ và vội vàng cúi người cảm tạ. À, ngươi tu luyện Thái Cương kiếm quyết nên cũng có thể miễn cưỡng tính là có tư cách vào đó. Đây là một đạo dẫn phù. Ngươi dùng cái dẫn phù này sẽ được vào kiếm hồn điện một lần. Còn việc ngươi có thể lấy được bao nhiêu kiếm ý thì còn phải trông chờ vào vận số của ngươi nữa. Trung Ý nói xong liền lấy ra một đạo phù lục màu tối thui và đưa cho Liễu Minh. Liễu Minh đương nhiên tiếp nhận bằng vẻ mặt vui mừng, hắn trân trọng cất nó vào trong tu di giới. Sau đó, không biết có phải vị thái thượng trưởng lão họ Trung này quá vui vì luyện đan thành công hay không mà lão bất ngờ chỉ điểm cho Liễu Minh vài điều về kỹ thuật luyện đan. Liễu Minh lại có được những thu hoạch không nhỏ. Thời gian nửa ngày trôi qua hai người mới bước ra khỏi căn nhà tranh. Trung Ý vung tay áo lên, một đạo hào quang hiện ra bao phủ kín người Liễu Minh. Sau một khắc, Liễu Minh chỉ nghe thấy một tiếng ầm bên tai, hắn đã được đưa ra khỏi không gian thần bí và quay trở lại truyền tống thiên điện ở trong chấp pháp điện. Liễu Minh liếc nhìn xung quanh,
Sau khi phát hiện không có ai ở xung quanh, hắn mới thở ra một hơi rồi rời khỏi thiên điện. Sau đó hắn đi tìm vị chấp sự chấp pháp điện để lấy 20 vạn điểm cống hiến và xóa món nợ, lập một công lao lớn cho tông môn rồi đi thẳng ra ngoài điện. Sau khi rời khỏi chấp pháp điện, Liễu Minh không đi về động phủ mà cưỡi mây bay thẳng tới Tàng Kinh Các. Lần này hắn không gặp gã đệ tử chấp pháp họ Lữ có vẻ hiểu biết. Người chấp sự lần này là một gã tráng hán mày rậm mắt to. Sau khi chào hỏi người này một tiếng, Liễu Minh đi thẳng lên lầu 3 và tìm ngay tới chỗ có những điển tịch nói về đan dược. Sau khi lướt qua hết một lượt các tài liệu, Liễu Minh đã tìm ra một cuốn điển tịch cũ kỹ có nói khá kỹ về viên đấu kiếm đan mà Trung Ý trưởng lão mới luyện thành. Hóa ra đấu kiếm đan là một loại đan dược có từ thời thượng cổ, muốn luyện chế nó cần rất nhiều loại nguyên liệu khác nhau, mà trong số đó có không ít loại nguyên liệu tới nay đã tuyệt tích. Theo như điển tịch ghi lại, loại đan dược này ngay từ thời thượng cổ đã có rất ít người luyện chế, đến ngày nay thì gần như thất truyền rồi. Chỉ còn Thái Thanh là một tông môn siêu cấp lại có được Trung Ý là luyện đan sư cảnh giới thiên tượng mới có đủ khả năng tập trung toàn bộ vật lực và dùng những thiên tài địa bảo tích lũy trong bao năm để luyện chế thành công. Tuy nhiên đối với những kiếm tu thì đấu kiếm đan là một vật chí bảo. Nếu không có viên đan dược này thì kiếm tu muốn tấn cấp nguyên linh phi kiếm thành kiếm hoàn sẽ cần những cơ duyên vô cùng lớn. Hơn nữa gặp phải những khó khăn gian khổ cực kỳ, tỷ lệ thành công chưa tới 1%. Thấy được sự chân quý của đấu kiếm đan, trong lòng Liễu Minh càng chấn động mạnh hơn. Lập tức hắn tìm kiếm những điển tịch liên quan tới kiếm hồn điện, sau khi bỏ công tìm kiếm trong nửa ngày. Hắn mới tìm thấy một cuốn điển tịch mỏng có bìa da màu đen, trong đó có ghi chép một vài thông tin ít ỏi. Thì ra kiếm hồn điện được tạo thành là do một vị kiếm tu đại năng từ thời Thái Cổ chết đi, thông linh phi kiếm của lão tự bạo phát ra vô vàn kiếm ý, từ đó hình thành nên bí điện này. Bí điện này sau đó được tìm thấy bởi một vị tiền bối đại năng của Thái Thanh Môn. Vị này dùng thần thông quảng đại mang nó về và sắp đặt lại ở Vạn Linh Sơn và từ đó nó được dùng cho các đệ tử kiếm tu Thái Thanh. Lúc đầu thì bất kỳ đệ tử kiếm tu nào cũng được xài. Sau đó người ta phát hiện ra xài như vậy thì kiếm hồn điện bị tiêu hao quá nhanh, vì vậy mới sửa luật chỉ cho đệ tử nội môn được xài, cuối cùng sửa lần nữa thành chỉ cho đệ tử bí truyền xài. Tuy nhiên do đã được một vị thái thượng trưởng lão cho phép nên Liễu Minh được phá lệ tiến vào đó một lần. Các bạn đang nghe chuyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 655, Kiếm Hồn Điện. Tại động phủ ở Lạc U Phong, Liễu Minh đang khoanh chân ngồi trong mật thất, trong tay hắn đang cầm một thứ, chính là viên đan màu bạc lấy được từ Tiểu Viêm giới kia. Viên đan dược này to bằng ngón tay cái, toàn thân nó là ba màu đang diễm bao khỏa, mặt ngoài tỏa ánh sáng màu bạc, phía trong nó tản mát ra khí tức sắc bén. Đây đúng là một viên đấu kiếm đan, hơn nữa mặt ngoài của nó có ba đạo đan văn màu vàng. Điều này nói rõ nó là một viên đan dược cấp nhập phẩm, so với viên mà Trung Ý trưởng lão mới luyện chế kia thì còn tinh thuần hơn nhiều. Liễu Minh dùng hai ngón tay cẩn thận từng ly từng tí kẹp lấy viên đan rồi lật qua lật lại để xem xét, càng xem hắn càng mừng rỡ rồi nhịn không được, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút xíu. Đã có khỏa đấu kiếm đan cấp nhập phẩm này cũng có nghĩa rằng trong tương lai, hắn có hy vọng rất lớn để tu thành kiếm hoàn, từ đấy bước thêm được một bước trên con đường kiếm tu. Chỉ có điều mà hắn không cần suy tính nhiều cũng biết đó là, muốn sử dụng viên đan này thì điều kiện tối thiểu là hắn phải có nguyên linh phi kiếm, hơn nữa tu vi bản thân phải đạt tới trình độ nhất định. Liễu Minh ngồi tự đánh giá như thế một hồi, sau đấy cánh tay đảo một cái, cẩn thận từng ly từng tí thu viên đan vào trong hộp gấm rồi để vào trong tu di giới. Dù sao thì hiện giờ hắn cũng chưa luyện thành nguyên linh phi kiếm, đồng thời tính đến lúc tế luyện kiếm hoàn hãy còn xa nên đan dược quý giá trước tiên cứ đem cất giấu cẩn thận là tốt hơn cả. Thời gian kế tiếp, Liễu Minh lại im lặng tự đánh giá một lát rồi thu đồng ý nghĩ lộn xộn đó lại, bắt đầu tập trung tinh thần, tiếp tục chuyên chú tu luyện thần thông ngự kiếm phi hành. Qua một phen khổ luyện trước kia, hắn đã sơ bộ có thể dung hợp pháp lực cùng bản thể phi kiếm thành nhất thể, vấn đề tiếp theo chính là độ thuần thục. Liễu Minh lần nữa đọc qua một lượt phần có liên quan đến ngự kiếm phi hành trong Thái Cương Kiếm Quyết. Đọc xong, hắn bèn đứng dậy, một tay bấm kiếm quyết, tay áo kia nhẹ nhàng run lên, vèo một tiếng. Phi kiếm màu xanh từ trong tay áo bay ra, đón gió lớn lên thành gần một trượng rồi rơi xuống dưới chân hắn. Kiếm khí màu xanh lập tức lan tràn ra. Liễu Minh nhẹ nhàng nhảy lên trên thân kiếm,
kiếm quyết trong tay ngưng tụ lại. Vèo một tiếng, lúc này cả người hắn cùng kiếm biến thành một luồng sáng xanh, bay vọt đi. Không gian mật thất thì nhỏ hẹp mà tốc độ ngự kiếm phi hành lại cực nhanh nên chỉ trong chớp mắt luồng sáng xanh cơ hồ đã sắp đập vào vách động phủ. Liễu Minh vội vàng biến đổi kiếm quyết trong tay, điều khiển phi kiếm chuyển hướng, khó khăn lắm hắn mới tránh phải đập vào tường. Nhưng không chờ hắn nới lỏng khi, luồng sáng xanh lại chớp động cái rồi vọt tới một bức tường đá khác. Kết quả là không đến mấy lần qua lại như thế, Liễu Minh liền cùng bóng kiếm màu xanh ở dưới chân hắn, bang một tiếng, cứng cứng rắn rắn đâm thẳng vào vách tường. Cấm chế kết giới trong động phủ trải qua va chạm này lập tức hiện ra từng vòng sáng màu ngà sữa, nhưng không có thứ gì thực sự bị hủy hoại. Còn Liễu Minh dựa vào thân thể mạnh mẽ nên cả người nhìn qua không vấn đề gì. Hắn đứng dậy, nhúc nhích thân mình, kế đó lại bấm kiếm quyết, tiếp tục tu luyện. Tại không gian nhỏ hẹp cỡ này mới có thể rèn luyện được kỹ xảo ngự kiếm phi hành. Tục ngữ nói rất đúng về cái gọi là tu luyện vô tuế nguyệt, lần đóng cửa tu luyện này của hắn kéo dài khoảng 3 năm. Trong mật thất ở động phủ Liễu Minh, ánh sáng xanh, tiếng gió xào xạc nổi lên khắp bốn phía. Chỉ thấy một đạo kiếm quang màu xanh như cành liễu lắc lư trong gió, chỉ rung động nhẹ nhàng như thế đã liền lượn qua lượn lại một vòng trong mật thất, cảm giác tự tại như ý khó nói thành lời. Trông hắn di chuyển bay lượn trong không gian nhỏ hẹp một cách tự do, thoải mái, không còn cái cảm giác ngốc nghếch như trước nữa. Một khắc sau, chợt luồng sáng xanh hơi chậm lại kéo theo nó là tầng tầng tàn ảnh khiến người ta hoa mắt, cái bóng sáng màu xanh khắp phòng thu lại trong khoảnh khắc để lộ ra Liễu Minh ở trong đó. Cả người hắn lúc này đang lơ lửng giữa không trung, dưới chân hắn là một thanh phi kiếm màu xanh đang phát ra từng tràng âm thanh ông ông nhẹ nhàng. Chỉ là nhìn lại mật thất cực kỳ tĩnh lặng kia, lập tức sẽ thấy ở vách tường bốn phía thình lình hiện đầy những vết rạn. Khổ tu 3 năm, không biết hắn đã va đập vào vách tường bao nhiêu lần mà khiến cấm chế cực kỳ chắc chắn cũng chịu không nổi. Va đập suốt tháng này năm nọ để hôm nay trên vách tường hiện lên đầy những vết tích phi kiếm va chạm lưu lại. Tuy thế cũng may là tới hôm nay, hắn trải qua thời gian dài dốc sức liều mạng đã tu luyện ngự kiếm thuật chạm tới trình độ đại thành. Đồng thời tu luyện ngự kiếm phi hành đến trình độ nhập môn, có thể điều khiển nó tự nhiên như ý. Sau này hắn cũng không cần phải tiếp tục tiêu tốn thời gian tu luyện thần thông này nữa. Hắn sau khi trầm ngâm suy tính cẩn thận liền thu phi kiếm lại, sửa sang quần áo rồi đi thẳng ra khỏi động phủ. Vừa mới đi ra ngoài động phủ, hắn liền lật tay lấy ra địa đồ dãy vạn linh. Hắn dùng thần thức quét qua rồi lại dẫm phi kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang màu xanh, bay nhanh về phía kiếm hồn điện. Hắn khổ tu thuật ngự kiếm như vậy, mục đích tất nhiên là để có thể nắm chắc thêm một phần khi xông vào điện này. Không bao lâu sau, một đạo kiếm quang màu xanh đã đi tới một hạp cốc bị tuyết trắng lẫn sương mù bao bọc cách Thiên Kiếm Phong không xa. Hạp cốc này bị che giấu rất kỹ, nếu không phải trước đó hắn tìm người đã từng ở đây chỉ chỗ trên địa đồ thì e rằng không dễ dàng tìm được. Liễu Minh sau khi xác nhận hạp cốc trước mắt trùng với điểm trên địa đồ liền khu động phi kiếm chui thẳng vào trong đám sương mù. Thời gian cạn một chén trà sau đó, kiếm quang màu xanh đã đến một chỗ sâu trong hạp cốc. Trước mắt hắn là một tòa cung điện phong cách cổ xưa, mới nhìn thì cực kỳ bình thường. Ánh sáng xanh tắt đi, bóng dáng Liễu Minh hiện ra. Hắn thu phi kiếm lại, đồng thời đưa mắt quét nhanh qua. Chỉ thấy trên một tảng đá trước đại điện có khắc sâu ba chữ to kiếm hồn điện, ba chữ đỏ như máu này trông cứng cáp. Lại mang phong cách cổ xưa, thoạt nhìn chúng như dương nanh múa vuốt đồng thời chúng còn lờ mờ lộ ra một cỗ kiếm ý ngạo nhân quét ngang trời đất. Liễu Minh vừa nhìn thấy tảng đá lớn này, liền cảm thấy hình như tu di kiếm phôi chi linh trong linh hải của bản thân khẽ nhúc nhích. Trong lòng rùng mình, hắn bèn lật tay lấy tấm phù dẫn tối tăm mịt mờ mà Trung Ý ban tặng kia ra. Trước khi tới đây, hắn cũng từng tìm hiểu một phen về kiếm hồn điện nên biết rõ xung quanh đại điện không có thủ vệ nhưng lại có bố trí một bộ đại trận lưỡng nghi kiếm linh. Bất luận kẻ nào dám cả gan xông vào đều lập tức bị kiếm khí vô cùng tận chém thành thịt vụn. Liễu Minh lúc này bèn thúc giục pháp lực, rót vào trong phù dẫn. Kết quả là phù dẫn lập tức tự cháy, vô số khí xám từ đó tuôn ra khiến cho không gian quanh đó nổi lên một trận rung động, trong khoảnh khắc khí xám đã bao trùm hết bóng dáng hắn. Một khắc sau, Liễu Minh chỉ cảm thân hình nhẹ bỗng rồi không tự chủ được bay nhanh về một hướng khác. Qua thời gian mấy lần hô hấp, khí xám quanh người thu lại, vừa khi hắn lại thấy rõ được cảnh vật bốn phía thì thân mình đã thình lình ở trong một không gian cực kỳ tối tăm mịt mờ. Đây là kiếm hồn điện, Liễu Minh hiếu kỳ nhìn khắp nơi xung quanh,
phát hiện ra mọi chỗ đập vào mắt đều chỉ là sương mù màu xám, đất dưới chân cũng bị ám màu xám, thoạt nhìn như một vùng đất hoang vu vậy. Ồ, không đúng. Liễu Minh lập tức có phản ứng tới, phát hiện trong những thứ gọi là sương mù xám đang không ngừng tản mát ra từng đợi kiếm ý yếu ớt, sương mù xám này tựa như là vật sống vậy. Tu Di kiếm phôi trong cơ thể hắn lúc này hình như cũng cảm ứng được điều gì đó liền phát ra tiếng vù vù. Liễu Minh sau khi suy nghĩ trước sau bèn dùng một tay thúc giục kiếm quyết, dẫn đắc kiếm ý xung quanh người đi vào linh hải. Khi khí xám quanh người bị hắn hấp thu hết 7-8 phần, liền cảm thấy Tu Di hư không kiếm phôi bên trong linh hải vốn gần như trong suốt nay bỗng lờ mờ phát ra ánh sáng kèm âm thanh vui vẻ. Điều Trung trưởng lão nói quả nhiên là sự thật, trong kiếm hồn điện tràn ngập năng lượng kiếm ý, có thể giúp kiếm phôi chi linh nhanh chóng khôi phục. Liễu Minh thấy tình hình này, trong lòng vừa kinh ngạc vừa vui mừng khôn xiết. Chỉ có điều là những năng lượng kiếm ý ở đây vừa rời rạc lại thực sự quá ít. Nếu cứ theo cái tốc độ hấp thu này mà muốn kiếm phôi chi linh khôi phục hoàn toàn thì tối thiểu cũng phải mất 7-8 năm. Mà tấm phủ dẫn chung, trưởng lão cho hắn, nó tất nhiên sẽ không có khả năng để cho hắn nghỉ ngơi lâu thế trong kiếm hồn điện. Xem ra vẫn phải dựa theo lời nói của Trung trưởng lão, vận dụng hết khả năng để đánh bại kiếm hồn ở đây rồi nhanh chóng hấp thu năng lượng kiếm ý. Liễu Minh nghĩ tới đây, dưới chân liền khẽ động, một đoàn kiếm quang màu xanh bao quanh người hắn rồi lập tức bắn vọt đi. Kết quả khi hắn chưa đi được quá xa thì bỗng có tiếng vèo từ bên cạnh hắn truyền tới. Chỉ thấy một đạo quang mang màu xám bỗng nhiên từ chỗ cách đấy không xa bắn thẳng tới chỗ Liễu Minh đang biến thành kiếm quang kia. Lông mày Liễu Minh nhíu lại, không giận mà vui, thân hình hắn hơi chậm lại, phất tay đánh ra một đạo kiếm chỉ biến thành kiếm khí màu xanh. Căn cứ theo hiểu biết của hắn trước đây, ở bên trong kiếm hồn điện không có sinh vật nào khác mà chỉ có năng lượng kiếm ý hội tụ lại thành kiếm hồn. Chỉ cần đánh chết nó thì lập tức có thể hấp thu năng lượng kiếm ý tinh thuần. Bang một tiếng, kiếm khí màu xanh đã lập tức kích nát vụn quang mang màu xám, còn nguyên gia tốc nên nó suy tính gì mà bắn thẳng xuống mặt đất. Tiếng nổ vang qua đi, trên mặt đấy liền xuất hiện một cái hố to. Cùng lúc ấy, một cái ảo ảnh tối tăm mịt mờ nhảy ra ngoài, lóe lên rồi lẻn ra chỗ cách đấy hơn 10 trượng. Liễu Minh bây giờ mới nhìn rõ bộ dạng của cái gọi là kiếm hồn. Nó dĩ nhiên là có hình người, toàn thân nó có một tầng sương mù mịt mờ bao phủ. Nhưng hai mắt nó lại có hai đạo ánh sáng nhọn dài gần một tấc chớp động không ngừng, đang hung dữ nhìn chằm chằm Liễu Minh. Liễu Minh thấy vậy bèn nhướng mày. Kiếm hồn hình người này hình như có trí khôn nhất định, nó đã trở thành một kiểu linh hồn tồn tại nào đó. Nhưng trên người nó lại phát ra chấn động kiếm khí không thấp, chỉ riêng xét pháp lực thì đã không kém tu sĩ ngưng dịch sơ kỳ rồi. Dựa theo lời ghi trên điển tịch ở trong tàng kinh các, vị tổ tiên đại năng của Thái Thanh Môn đã di chuyển kiếm hồn điện. Vị này vì muốn biến nơi này thành cấm địa chuyên dùng cho đệ tử kiếm tu tôi luyện nên khi đó đã thiết đặt. Cấm chế đặc thù khiến người trong không gian này chỉ có thể sử dụng phi kiếm cùng thần thông kiếm đạo. Một khi sử dụng pháp thuật, linh khí khác sẽ bị điện này bài xích, lập tức truyền tống ra ngoài. Do vậy, hắn cũng chỉ có thể sử dụng kiếm quyết và thúc giục phi kiếm để giao đấu với kiếm hồn trước mặt thôi. Liễu Minh nhanh chóng suy nghĩ một chút, động tác trên tay không hề chậm đi tí nào, một tay bấm niệm pháp quyết. Một đạo ánh sáng xanh liền từ trong tay bay vọt ra, cuốn thẳng đến kiếm hồn hình người ở phía đối diện. Kiếm hồn ở phía đối diện phản ứng cũng cực kỳ linh hoạt, đối diện với kiếm quang màu xanh nhanh như điện xẹt, thân hình nó lập tức nhảy lùi lại phía sau. Đồng thời há mồm phun ra một đạo kiếm quang màu xám để nghênh đón kiếm quang màu xanh, so với kiếm quang màu xám khi trước thì đạo này thô, to gấp bội. Các bạn đang nghe truyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 656, Cầu Long Tử. Liễu Minh hừ lạnh một tiếng rồi âm thầm nhưng tụ ra kiếm quyết. Kiếm quang màu xanh lập tức phát ra ánh sáng chói chang rực rỡ rồi biến hình thành một thanh cự kiếm màu xanh. Trong nháy mắt đã chém thẳng tới làm vỡ tan đám ánh sáng màu xám, sau đó nó nhanh như chớp lao vào quấn chặt kiếm hồn hình người ở bên trong. Một tiếng động vang lên, kiếm hồn còn không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết thì đã bị kiếm khí dày đặc xoắn vỡ thành từng mảnh nhỏ. Một tiếng nổ ầm vang lên, kiếm hồn biến thành một đám khói màu xám. Trong đám khói có một tia kiếm ý óng ánh to cỡ một sợi tóc, từ đó phát ra những kiếm ý chấn động mãnh liệt. Liễu Minh cảm thấy rất vui vẻ,
Hắn vội tung mình bắn tới bên cạnh tia kiếm ý rồi vung tay lên hút toàn bộ năng lượng của tia kiếm ý vào trong cơ thể. Cùng lúc đó, tu di hư không kiếm phôi đang trôi lẳng lặng trong linh hải bỗng nhiên phát ra những rung động như đang mừng phát điên. Sau mấy cái chớp mắt nó đã hấp thụ hết đám năng lượng kiếm ý mới được hút vào trong linh hải. Sau khi dùng thần thức quét qua một lượt, Liễu Minh phát hiện ra kiếm phôi chi linh dường như đã khôi phục được một phần, hắn nhẹ gật đầu tỏ vẻ thỏa mãn. Ngay khi hắn định thu hồi phi kiếm màu xanh và phát động kiếm quang bay đi thì đột nhiên có một đạo ánh sáng màu bạc lao vút tới. Liễu Minh khẽ giật mình, hắn tập trung ánh mắt nhìn kỹ và phát hiện ra trong luồng sáng màu bạc kia cũng có một kiếm hồn hình người. Khí tức từ nó phát ra mạnh mẽ gấp nhiều lần so với kiếm hồn hình người màu xám lúc trước. Theo sau lưng nó là một đạo kiếm quang màu vàng rất lớn cũng đang phi tới, dường như muốn đuổi theo kiếm hồn màu bạc. Liễu Minh suy nghĩ một chút, đang lúc hắn đang định né tránh kiếm hồn màu bạc thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh sang sảng truyền tới từ đạo kiếm quang màu vàng ở phía xa. Vị sư đệ nào ở phía trước hãy giúp ta ngăn chặn thằng nhãi con màu bạc kia một chút. Liễu Minh vừa nghe thấy đủ câu thì kiếm hồn màu bạc đã tới gần. Liễu Minh hơi do dự đôi chút rồi vung một ngón tay lên, phi kiếm màu xanh ở dưới chân hắn lại lóe lên rồi hóa thành một đạo kiếm quang màu xanh khổng lồ. Rồi sau đó nó biến thành 7-8 bóng kiếm hư ảo chặn hết đường chạy của kiếm hồn màu bạc. Một tiếng gầm vang lên. Kiếm hồn màu bạc dường như vô cùng bực tức với hành động vừa rồi của Liễu Minh. Nó gầm lên một tiếng, ánh sáng màu bạc bao quanh người sáng rực lên. Sau đó một chút, đám độn quang màu bạc va chạm với những bóng kiếm hư ảo phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Kết quả sau đó khiến Liễu Minh vô cùng ngạc nhiên, đám độn quang màu bạc chỉ hơi rung động một chút rồi lập tức ổn định trở lại, còn mấy bóng kiếm hư ảo màu xanh đã bị vỡ nát hết cả. Tuy nhiên tốc, độ phi độn của nó đã bị chậm lại một chút, một tiếng hú dài vang lên, ánh áng màu vàng rực chói mắt đã đuổi tới nơi. Khi còn cách kiếm quang màu vàng mấy trượng, Liễu Minh cảm thấy một luồng hơi nóng rát mặt phả tới, hắn vội bấm niệm pháp quyết, thối lui về phía sau một đoạn. Nằm trong phạm vi tấn công của kiếm quang màu vàng, kiếm hồn màu bạc chẳng thể tiến lui được. Nó gầm lên một tiếng rồi phanh lại, hai tay người đứng trong vầng sáng bạc liên tục vung lên tạo ra hàng loạt kiếm khí màu bạc giao đấu với kiếm quang màu vàng. Những âm thanh va chạm của kim loại vang lên liên hồi, hai chùm sáng màu vàng và màu bạc quấn lại với nhau. Kết quả trận chiến có ngay sau đó vài hơi thở, kiếm hồn màu bạc tuy cũng có thực lực mạnh, có lẽ tương tương với tu sĩ hóa tinh trung kỳ. Nhưng kiếm quang màu vàng ẩn chứa một cỗ kiếm ý ngập trời, 8-9 phần người phát động nó là một cường giả chân đan, khoảng cách thực lực của hai bên là quá lớn. Kiếm hồn màu bạc chỉ miễn cưỡng đỡ được hai chiêu, sau đó nó bị kiếm quang màu vàng chém thành hai khúc, sau hai tiếng nổ vang ầm ầm, nó biến thành hai luồn khói đậm đặc màu bạc. Trong đám khói đậm đặc kia mờ mờ thấy một sợi dây thừng óng ánh chứa đựng năng lượng kiếm ý tinh thuần. Những chấn động của nó tạo ra gấp hơn 7-8 lần so với tia kiếm ý màu xám lúc nãy. Liễu Minh nhìn thấy cảnh này liền phát sinh một cảm giác thèm muốn. Đúng lúc này, kiếm quang màu vàng bỗng quay vòng lại và biến thành một con rắn màu vàng nhìn sống động như thật. Con rắn há miệng ra nuốt sạch đám kiếm ý tinh thuần óng ánh còn chưa kịp thoát khỏi đám khói màu bạc. Ngay lập tức đạo kiếm quang màu vàng như một con cá kình lớn mới hút no bụng nước. Nó biến thành một phi kiếm màu vàng mỏng như cánh ve, đứng ở bên trên phi kiếm là một đại hán có bộ râu quai nón. Liễu Minh khẽ nhăn mày một cái, khí tức phát ra từ đại hán kia tương tự khí tức của vị nội môn trưởng tòa âm cửu linh. Đây đúng là một cường giả kiếm tu cảnh giới chân đan, xem ra 8-9 phần chính là một vị đệ tử bí truyền. Ha ha, ta là cầu long tử của phù đồ cung, đa tạ sư đệ mới ra tay trợ giúp. Nhìn tu vi của sư đệ có lẽ là đệ tử nội môn nhỉ. Vậy mà cũng có thể vào nơi này chứng tỏ sư đệ có những điểm phi phàm. Không biết sư đệ tên gọi là gì. Vừa mới hấp thụ được một đám kiếm ý tinh thuần, dường như đại hán râu quai nón đang rất vui vẻ. Hắn liếc nhìn Liễu Minh rồi ôm quyền chào hỏi rất hào sảng. Sư huynh khách khí quá, tại hạ là Liễu Minh của Lạc U Phong. Liễu Minh khẽ suy nghĩ đôi chút rồi vội ôm quyền đáp lễ. Đại hán này 8-9 phần chính là đệ tử bí truyền cảnh giới chân đan, vậy mà thái độ lại không hề có chút kiêu ngạo nào. Lạc U Phong hả? Theo ta được biết thì đại đa số các đệ tử nội môn là kiếm tu đều là người của Thiên Kiếm Phong, không giấu gì sư đệ ngay bản thân. Ta cũng xuất thân từ Thiên Kiếm Phong. Lạc U Phong thành danh bởi các công pháp quỷ đạo, không ngờ giờ lại xuất hiện một gã kiếm tu. Ồ, hình như sư đệ tu luyện Thái Cương Kiếm Quyết hả?
đại hán râu quai nón đang cười ha hả bỗng nhìn chăm chú vào Liễu Minh và ồ lên một tiếng. Cầu sư huynh quả nhiên có ánh mắt hơn người, tại hạ có một cơ duyên xảo hợp nên mới được tu luyện loại kiếm quyết bí truyền này. Hắn là đệ tử nội môn mà lại tu luyện Thái Cương kiếm quyết, đương nhiên người ngoài sẽ có chút thắc mắc. Tuy nhiên chuyện này đã được chấp pháp điện công bố rồi nên hiện nay cũng chẳng cần phải che giấu nữa. Chà, Thái Cương kiếm quyết đúng là không đơn giản chút nào. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, hơn một nửa sức mạnh của đám kiếm tu chúng ta đều nằm ở cái phi kiếm. Cách đây mấy hôm ta mới kịch chiến với một cường địch nên Kim Tiên kiếm linh bị tổn thương. Vì vậy ta mới tới đây săn giết đám kiếm hồn để bồi dưỡng lại linh tính cho phi kiếm. Hiện nay Liễu sư đệ cũng đang ở đây rồi, vậy thì chi bằng chúng ta đi cùng nhau nhỉ? Đại hán râu quai nón hình như cũng chả thèm quan tâm tới việc Liễu Minh tu luyện Thái Cương kiếm quyết, ngược lại hắn đang mời mọc nhiệt tình. Liễu Minh nghe thấy vậy thì lập tức suy nghĩ một chút. Hắn mới lần đầu tới kiếm hồn điện nên còn chưa quen tình hình nơi này, giờ đi theo cầu long tử đương nhiên tốt hơn rất nhiều, hơn nữa còn có thể tiện đường nghe ngóng thêm các thông tin của kiếm hồn. Dù sao thì từ hai kiếm hồn mới gặp cũng có thể thấy đám kiếm hồn nơi này chia làm mấy cấp bậc, thực lực khác nhau khá xa. Nghĩ tới đây, Liễu Minh gật đầu trả lời, đã như vậy thì xin được sư huynh chiếu cố cho. Khách sáo làm gì, ta vốn là kẻ khoái náo nhiệt, cô đơn trong cái kiếm hồn điện này mấy ngày trời khiến ta buồn bực gần chết đây này. Đại hán râu quai nón sau khi nhận được sự đồng ý của Liễu Minh liền nhếch miệng cười. Sau đó hai người đã trở thành bạn đồng hành. Không gian bên trong kiếm hồn điện là một thế giới riêng gần giống với tiểu viêm giới. Không gian nơi này toàn là đất hoang mạc và sa mạc rộng mênh mông khuất tầm mắt, chỉ có vài ngọn núi nhỏ nằm đơn điệu rải rác. Thảo nào mấy ngày ở đây cầu long tử đã cảm thấy buồn bực rồi. Cầu long tử tuy tu vi cực cao nhưng lại không hề có chút ngạo mạn nào, ngược lại hắn còn hào sảng vô cùng. Khi gặp đám kiếm hồn màu xám hắn liền nhường cho Liễu Minh xử lý, chỉ đứng bên cạnh quan sát và thỉnh thoảng mở lời chỉ điểm vài điều. Nếu gặp đám kiếm hồn màu bạc hắn cũng chỉ khẽ nhấc tay lên là đánh tan hết, năng lượng kiếm ý đoạt được hắn cũng chia cho Liễu Minh một phần. Trong quá trình di chuyển Liễu Minh cũng nhân dịp thăm dò được không ít thông tin về kiếm hồn. Hóa ra đám kiếm hồn ở đây chia làm 3 cấp bậc, nhìn bề ngoài là phân biệt được ngay, màu xám, màu bạc và màu vàng. Đúng như phỏng đoán của Liễu Minh, thực lực của đám kiếm hồn ở đây khá chênh lệch. Kiếm hồn màu xám có thực lực tương đương tu sĩ ngưng dịch, kiếm hồn màu bạc tương đương tu sĩ hóa tinh, còn mạnh nhất là kiếm hồn màu vàng có thực lực tương đương giả đan. Tuy nhiên trong không gian kiếm hồn điện có những nét đặc thù riêng nên khi nó giao chiến với tu sĩ chân đan cũng không hề bị ép xuống dưới. Cũng may là kiếm hồn màu vàng có rất ít, hơn nữa nó thường phiêu du ở chỗ sâu bên trong kiếm hồn điện, ở phía ngoài này bình thường không có. Đương nhiên năng lượng kiếm ý trong nội thể 3 loại kiếm hồn cũng khác xa nhau, kiếm hồn màu vàng có nhiều nhất, thứ nhì là màu bạc và màu xám đứng cuối cùng. 10 ngày sau, trên một dải đất ở lưng chừng một ngọn núi nhỏ, một đạo kiếm quang màu xanh to xấp xỉ một trượng đang nhảy múa xung quanh một kiếm hồn màu bạc. Thỉnh thoảng lại lóe lên vài đạo kiếm quang màu xanh nhỏ chém vào kiếm hồn màu bạc. Kiếm hồn màu bạc gầm lên một tiếng rồi phóng xuất ra vô số kiếm quang màu bạc bao phủ kín thân mình, ngăn chặn những đòn tấn công của kiếm quang màu xanh. Lúc này, cầu long tử đang đứng khoanh tay quan sát trận chiến ở gần đó, hắn tỏ rõ ý định không can thiệp vào. Sau thời gian cỡ cạn một chén trà, dưới sự tấn công dồn dập của kiếm quang màu xanh, quầng sáng bạc bao quanh kiếm hồn đã có dấu hiệu không ổn. Bên trong quầng sáng màu xanh, Liễu Minh thấy cảnh đó thì vui vẻ lên ngay. Hắn nhắm đúng một chỗ sơ hở của đối phương, kiếm quyết trên tay thay đổi tạo ra một đạo kiếm khí hình xoáy chôn ốc. Suy, một tiếng động nhỏ vang lên, kiếm khí hình xoáy chôn ốc phóng thẳng vào ngực kiếm hồn màu bạc. Sau một tiếng rú thảm thương, kiếm hồn màu bạc liền hóa thành một đạo kiếm quang màu bạc định chạy trốn. Phi kiếm màu xanh đột nhiên phát quang đại thịnh, sau đó nó biến to ra mấy vòng và tạo thành mấy chục hư ảnh phi kiếm bay tới bao vây kiếm hồn màu bạc, sau đó cùng nhau chém thẳng vào người kiếm hồn. Những tiếng động như xé vải vang lên liên hồi. Kiếm hồn màu bạc đã bị chém thành mấy khúc rồi hóa thành mấy đám năng lượng kiếm ý màu bạc, toàn bộ chúng lập tức bị đám kiếm quang màu xanh bu xung quanh hút sạch. Sợi dây thừng óng ánh phát ra ánh sáng tinh thuần mà cầu long tử gọi là kiếm hồn ti đã giúp tu di vô ảnh kiếm phôi trong nội thể Liễu Minh được một bữa bồi dưỡng no say. Tốt lắm! Ngự kiếm thuật của Liễu sư đệ ngày càng tinh diệu rồi đó.
giờ đối phó với đám kiếm hồn đẳng cấp như vậy là vô tư rồi. Thân hình Cầu Long Tử chớp lên một cái đã xuất hiện ngay gần Liễu Minh, hắn buông lời khen ngợi. Các bạn đang nghe truyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 657, mảnh vỡ kiếm ý. Hai người kết bạn đồng hành cũng đã được hơn 10 ngày, Liễu Minh nhờ có vị kiếm tu chân đan cảnh này chỉ điểm cho nên tạo nghệ kiếm đạo tiến bộ nhanh chóng, hơn xa so với thời gian mấy năm hắn tự mình tìm tòi học hỏi. Lúc đầu gặp kiếm hồn màu bạc còn phải kịch đấu một phen thì bây giờ cũng đã có thể nhẹ nhàng chém giết rồi. Tới đây cũng phải nói rằng không phải thần thông của hắn không thể nghiền ép được kiếm hồn cùng cấp mà là do ở đây. Hắn chỉ có thể sử dụng thủ đoạn kiếm tu nên mới khiến hắn chỉ phát huy được 2/10 thực lực chân chính. Cầu sư huynh quá khen, nếu không phải trên đường sư huynh tận tình chỉ điểm, ta sẽ không tiến bộ nhanh chóng được như thế. Liễu Minh tự nhiên nói lời cảm ơn. Mặt khác, thông qua hơn 10 ngày liên tục săn giết kiếm hồn, tu di hư không kiếm phôi trong người Liễu Minh cũng gần như khôi phục được đến trạng thái trước kia. Còn kim tiên kiếm của Cầu Long Tử từ ngày hôm trước, sau khi chém giết một kiếm hồn màu vàng, cũng đã triệt để khôi phục linh tính. Ha ha, là tiện tay mà thôi, không cần nhắc tới. Dùng ngự kiếm thuật hiện tại của Liễu sư đệ dù có gặp kiếm hồn màu vàng, có lẽ cũng có thể ứng phó một chút rồi. Chỉ là, thời gian ta còn có thể ở lại trong kiếm hồn điện cũng không còn bao lâu, tiếp đây không cách nào tương bồi nữa. Ta với Liễu sư đệ cũng xem như là cực kỳ hợp ý, sau khi từ biệt sẽ có ngày gặp lại. Cầu Long Tử nghe thế, hào sảng nói. Tiếp đấy, đại hán không chờ Liễu Minh nói thêm câu nào, liền lật tay lấy ra một tấm lệnh bài màu xám rồi bóp vỡ nó. Lập tức thấy một vầng sáng xám bao phủ quanh người y, sau đó lóe lên rồi biến mất dạng. Liễu Minh nhìn qua chỗ Cầu Long Tử biến mất, mỉm cười rồi sau liền chọn một hướng khác, ngự kiếm xe gió mà đi. Qua những ngày đi cùng nhau, vị Cầu Long Tử này để lại ấn tượng rất tốt với Liễu Minh, hắn là một người có thể kết giao. Trong hai ngày kế tiếp, Liễu Minh lại lục tục đánh chết không ít kiếm hồn màu xám, đồng thời cũng gặp vài kiếm hồn màu bạc. Có điều chúng đều có thực lực chỉ là hóa tinh sơ kỳ nên tự nhiên bị Liễu Minh dùng một kích nhẹ nhàng tiêu diệt. Qua một ngày nữa, Liễu Minh cưỡi kiếm bay tới một vùng hoang vu toàn cát có đồi núi vây quanh. Vì Cầu Long Tử đã rời đi nên hiện tại Liễu Minh khi tìm kiếm hồn sẽ giảm độn tốc xuống thật chậm. Tuy rằng hiện tại hắn có lẽ cũng có sức đánh với kiếm hồn màu vàng một trận nhưng nếu đồng thời lại lọt vào thế vây công của các kiếm hồn khác thì sẽ không thể đối phó dễ dàng được. Kết quả khi Liễu Minh vừa mới lướt qua một thung lũng trũng thì lông mày hắn đột nhiên hơi dựng lên. Ánh mắt hắn quét xuống phía dưới, thình lình phát hiện ở phía xa xa có đạo ánh sáng màu vàng phát ra, lúc sáng, lúc tối. Hắn biến sắc, lập tức ngừng độn quang. Đạo ánh sáng kia hình như cũng phát hiện ra Liễu Minh, nó vốn đang đi thẳng về phía trước liền lập tức chuyển hướng hơi trách sang rồi bay nhanh qua phía hắn. Kiếm hồn màu vàng, không, trông có chút không giống. Ánh mắt Liễu Minh tập trung lại, sau khi nhìn thấy rõ kẻ đang đến, mặt hắn không khỏi trầm như nước. Kiếm hồn màu vàng, với tư cách là kiếm hồn cao cấp nhất, hắn và Cầu Long Tử khi còn đi chung cũng đã gặp, nhưng kiếm hồn bay tới này lại tựa như có chút khác thường. Thời gian mấy lần hô hấp sau, ánh sáng vàng lóe lên rồi ngừng lại trước mặt, cách hắn hơn 10 trượng. Liễu Minh nhíu hai mắt lại, cuối cùng hắn đã nhìn thấy rõ vật trước mặt. Nó chính xác là một kiếm hồn màu vàng, chỉ là so với kiếm hồn bình thường thì có chút khác biệt. Từ khi hắn tiến vào kiếm hồn điện tới nay, kiếm hồn mà hắn gặp đều thuần túy tồn tại ở dạng năng lượng. Ngoại trừ ngoại hình thì chúng không có những đặc điểm khác của loài người, nhưng kiếm hồn trước mắt lúc này lại có những điểm biến dị rõ ràng. Chỉ thấy ở giữa vầng sáng vàng, rõ ràng là một hình người màu vàng kim hơi nhạt mờ. Có điều là trên thân thể cái bóng người mờ nhạt này, thình lình có thể thấy được một thứ dài hẹp. Hình dáng như rẻ xương, thêm nữa là có thể trông thấy rõ trên phần vai phải của nó có một lỗ thủng bằng ngón tay. Bên trên cái lỗ có kiếm khí nhỏ li ti đang ẩn hiện quấn quanh, dường như đang chậm rãi chữa lành miệng vết thương. Bộ dạng kiếm hồn biến dị này tựa như là bị thương rồi bỏ chạy đến tận đây. Không lẽ nó cùng kiếm hồn khác tranh đấu hay là nó trốn thoát từ trong tay Cầu Long Tử? Liễu Minh không khỏi có chút kinh ngạc. Tu sĩ nhân loại, giết! Kiếm hồn màu vàng vừa thấy Liễu Minh liền đột nhiên mở miệng, phát ra âm thanh hơi khô cứng. Liễu Minh nhướng mày. Tên kiếm hồn màu vàng này lại có thể nói chuyện,
linh trí của nó hiển nhiên là cao hơn không ít so với kiếm hồn bình thường. Ngay khi trong mắt kiếm hồn màu vàng lộ ra một tia sát khí thì Liễu Minh đã không chút do dự, ngón tay lập tức kết kiếm quyết, giúp phi kiếm màu xanh đi trước một bước, bay nhanh ra. Kiếm hồn này đã bị thương nặng như vậy thì hắn tự nhiên sẽ không khách khí gì nữa. Kiếm hồn màu vàng khẽ quát một tiếng, năm ngón tay đánh một chảo, đầu ngón tay lập tức sáng lên năm đạo kiếm quang. Kế đó một tay nó vung lên vung xuống, tức thì có một đạo kiếm khí lăng lệ ác liệt bay vọt ra và đập vào phi kiếm màu xanh. Một tiếng bang thật lớn vang lên, móng vuốt sắc bén từ kiếm khí lập tức đón đỡ phi kiếm màu xanh, nhất thời cả hai rơi vào trạng thái giằng co, bất phân thắng bại. Thần sắc Liễu Minh im lặng, pháp quyết trong tay biến đổi, phi kiếm màu xanh bỗng nhiên lay động một cái, hóa thành kiếm ảnh màu xanh dài hơn 10 trượng. Kiếm ảnh lắc một cái liền đơn giản chấn vỡ móng vuốt sắc bén kia, kế đó lao thẳng về phía kiếm hồn. Oanh một tiếng, một đạo kiếm khí hình bán nguyệt đột nhiên chắn trước kiếm quang màu xanh. Sau một tiếng va chạm thanh thúy, phi kiếm màu xanh bị bắn ngược trở lại. Liễu Minh hơi kinh hãi, một tay hắn triệu hồi phi kiếm, đồng thời không khỏi nheo hai mắt lại. Chỉ thấy trong tay kiếm hồn màu vàng chẳng biết từ khi nào đã có thêm một thanh cự kiếm màu vàng, trên thân kiếm thậm chí còn có một vài đường vân tinh mỹ, trông rất sống động. Liễu Minh cười lạnh một tiếng, một tay ngưng tụ kiếm quyết, linh kiếm màu xanh trong tay run lên. Tức thì kiếm khí nhỏ li ti nhưng mạnh mẽ ào ạt tuôn ra, bao bọc bản thân hắn vào bên trong rồi thân hóa thành một đạo cầu vồng màu xanh, lao thẳng qua. Kiếm hồn màu vàng khẽ giật mình, đem cự kiếm màu vàng trong tay quét ngang rồi cũng nhanh chóng nhào ra. Hai bóng người lập tức quần đảo một vùng, tốc độ của cả hai đều cực nhanh, trong nhất thời chỉ thấy kiếm khí hai màu vàng xanh bay múa tán loạn ra. Thời gian mấy hơi thở tiếp sau, trên mặt đất liền có thêm mấy khe rãnh khá sâu. Đúng lúc này, một bóng người màu xanh bỗng nhiên thoát ly khỏi trận chiến, kế đó lóe lên rồi xuất hiện ở chỗ bên ngoài cách đó hơn 10 trượng. Ánh sáng xanh thu lại để lộ ra bóng dáng Liễu Minh. Sắc mặt hắn lúc này có phần tái nhợt, hiển nhiên trận chiến vừa rồi cũng không có chiếm được lợi thế. Tuy kiếm hồn kia có thương tích trên người, nhưng thân thể nó lại cứng rắn dị thường nên kiếm khí bình thường cơ bản không làm nó bị tổn hại. Chưa kịp nghĩ nhiều thì kiếm hồn màu vàng cách đó không xa đột nhiên hóa thành một đạo cầu vồng màu vàng, đánh thẳng tới. Kiếm lớn màu vàng trong tay nó lóe lên rồi hóa thành một con cự mãng màu vàng, chỉ chớp mắt cự mãng đã đến trước mắt Liễu Minh. Kiếm quang hóa vật. Liễu Minh nhíu hai mắt lại, thần thông này trước kia hắn đã từng chứng kiến một lần trên người Sa Thông Thiên. Ý niệm trong đầu hắn nhanh chóng xoay chuyển đồng thời động tác trên tay không chậm chút nào, kiếm quyết kéo một cái. Tức thì 153 viên tinh thể trong linh hải run lên, pháp lực toàn thân bỗng nhiên ảo ạt tuôn ra, rót vào linh kiếm trong tay. Ánh sáng xanh lóe lên, theo đó một mảng kiếm quang lớn từ trên người hắn cuồn cuộn bay ra, tiếp đó người theo kiếm mà đi, tạo thành một đạo kinh hồng màu xanh phóng lên trời. Liễu Minh bất ngờ thi triển nhân kiếm hợp nhất chi thuật. Một khắc sau, đạo kinh hồng màu xanh bỗng xoay quanh một cái rồi trực tiếp nghênh đón cự mãng màu vàng có vẻ hùng hổ kia. Phốc một tiếng, sau khi cả hai va chạm vào nhau, cự mãng màu vàng liền bị cắt từ đầu xuống chân, chia người thành hai nửa. Uy lực của kiếm quang màu xanh không dừng ở đó, oanh một tiếng, nó đã trực tiếp bổ lên người kiếm hồn màu vàng. Phần kéo từ giữa ngực xuống bụng kiếm hồn tức thì bị nứt ra tạo thành một vết thương lớn, đồng thời cả người nó bị đánh bay nhanh ra ngoài. Không chờ kiếm hồn màu vàng có phản ứng, bóng dáng Liễu Minh đã lóe lên, kế đó liền thấy Liễu Minh, sắc mặt trắng nhợt, chợt thoáng hiện ra ở sau lưng kiếm hồn. Trong mắt hắn hiện lên nét tàn nhẫn, một cánh tay khẽ động, chỉ một kích đã túm được cái cổ kiếm hồn. Trong tay kia, kiếm quang tỏa sáng rực rỡ, tiểu kiếm màu xanh nhoáng cái biến dài ra 3-4 thước. Ngay sau đó thanh kiếm lóe lên rồi lập tức cắm vào trong phần vai phải của kiếm hồn màu vàng vốn đã bị thương kia, đồng thời miệng hắn quát một tiếng chảm. Kiếm hồn kêu lên một tiếng chói tai, cả thân mình nó lập tức bị cắt chéo một đường từ chỗ vai phải, tách thành hai nửa. Hai nửa thân thể kiếm hồn ầm ầm nổ tung ra, biến thành hai luồng sương mù màu vàng. Trong sương mù không thấy có kiếm hồn ti xuất hiện là lại thấy lộ ra một mảnh vỡ của phi kiếm màu vàng to bằng ngón tay cái. Đây là cái gì? Ánh mắt Liễu Minh hơi động, tay hắn khẽ vẫy, mảnh vỡ màu vàng kia liền bay vào trong lòng bàn tay hắn. Nhưng khi vào lòng bàn tay rồi, nó lại chợt lóe lên rồi biến thành một đám bột phấn màu vàng. Một khắc sau,
một luồng năng lượng kiếm ý tinh thuần đến độ khó tin chảy ngược vào trong linh hải của Liễu Minh, rồi rất nhanh sau nó liền cùng kiếm phôi chi linh kết hợp lại. Một tiếng ầm vang, trên người Liễu Minh bỗng nhiên hiện ra một cột sáng màu xanh, kiếm hồn màu vàng đã biến thành sương mù kia cũng quay tròn một vòng rồi chậm rãi chui vào trong người hắn. Liễu Minh sau khi cân nhắc một chút bèn khoanh chân ngồi trên mặt đất, hai tay không ngừng kết ra từng đạo kiếm quyết thủ ấn. Tu Di hư không kiếm phôi chi linh vốn cũng đã gần khôi phục, giờ phút này lại có thêm cái cỗ năng lượng kiếm ý tinh thuần này. Hình thể nó tựa như lớn phồng lên, to lớn gấp mấy lần lúc trước, bề ngoài lại có những điểm sáng rung rung, tựa như sắp biến thành thực thể. Điều bất ngờ nữa là nếu nhìn bộ dáng kiếm phôi chi linh lúc này nếu đem so với thái cương kiếm phôi của Lục Âm Tổ Sư khi trước phải mạnh gấp đôi. Chỉ là kiếm phôi chi linh hiện lại có biểu hiện rất không ổn định, thỉnh thoảng nó lại phát ra từng đợt rung động kịch liệt. Dựa theo vài loại pháp môn nâng cao trong thái cương kiếm quyết, Liễu Minh cẩn thận từng chút, chậm rãi vận chuyển pháp lực, thời gian từng chút trôi qua. Hắn cứ ngồi yên xếp bằng tại chỗ như thế mất một ngày một đêm mới miễn cương trấn an được kiếm phôi chi linh bỗng chốc trở nên sao động này. Xem ra ngươi lại gặp phải phiền toái rồi. Đang lúc Liễu Minh định đứng dậy thì trong đầu hắn chợt có âm thanh nam tử. La Hầu tiền bối. Liễu Minh dùng mình, vội vàng trả lời. Cũng không biết là ngươi may mắn hay xui xẻo. Cái vừa rồi ngươi hấp thu át hẳn là mảnh vỡ kiếm ý của vị kiếm tu đại năng lưu lại, trong đó ẩn chứa kiếm ý mạnh đến độ ngươi không thể tưởng tượng được. Lúc này kiếm phôi trong người ngươi vô cùng lớn mạnh, vượt quá khả năng dung nạp của ngươi. Hiện tại tuy ngươi có thể miễn cưỡng đè ép nó xuống nhưng sau này nó có thể phá thể bay đi bất cứ lúc nào. La Hầu lạnh lùng nói, cái gì, có loại chuyện này. Liễu Minh nghe xong, mồ hôi lạnh lập tức ứa ra. Muốn giữ miếng kiếm phôi vô hình này lại thì tốt nhất người nên sớm luyện chế ra nguyên linh phi kiếm. Nếu không một khi kiếm phôi chi linh có dấu hiệu thoát năng lượng ra ngoài thì nó sẽ tự động bỏ chạy. Đến khi ấy thì ngươi sẽ giống như dùng giỏ trúc đi múc nước, chỉ nhọc công dã tràng mà thôi. La Hầu chỉ nói hai câu ngắn ngủi rồi sau. Đấy liền im lặng, không thấy có âm thanh nào truyền ra nữa. Các bạn đang nghe chuyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 658, Vẫn Kim Chi Tình. Sắc mặt Liễu Minh biến đổi một hồi, sau đó hắn thầm gượng cười một tiếng, đồng thời lấy từ trên người ra một khối trận bàn rồi bóp vỡ nó. Trong giây lát, ánh sáng ào ạt tỏa ra và rồi hắn lại xuất hiện ở bên ngoài cửa lớn kiếm hồn điện. Tiếp đấy Liễu Minh lập tức bay lên không, cưỡi mây bay nhanh về phía động phủ ở Lạc U Phong. Vừa mới quay về động phủ, hắn liền đi thẳng đến phòng ngủ, ngã xuống giường nằm ngáy o o. Khi ở trong kiếm hồn điện, vì dốc hết khả năng để chém giết kiếm hồn, hấp thu kiếm ý, Liễu Minh gần như cứ trường kỳ chinh chiến không ngủ nghỉ gì nên lúc này đây, pháp lực cùng tinh thần lực của hắn bị tiêu hao khá lớn, cần phải cẩn thận nghỉ ngơi cho tốt một phen. Sáng sớm ngày hôm sau, Liễu Minh rời giường, sửa sang bản thân một chút rồi bắt đầu tự đánh giá. Sự việc La Hầu nói khi ở kiếm hồn điện khiến hắn có chút bất an. Thêm nữa là hắn với việc mình có thể áp chế năng lượng của kiếm phôi chi linh trong bao lâu, thực sự chẳng có tiền đề, căn cứ nào để tính toán. Tuy thế hắn lại có được kiếm phôi chi linh cường đại có thể dùng để quán chú nên việc cấp bách lúc này là phải lập tức tìm tài liệu phù hợp rồi nhanh chóng luyện chế ra nguyên linh phi kiếm. Về việc thu thập tài liệu luyện chế phi kiếm, trong lòng hắn cũng đã có kế hoạch. Hắn chuẩn bị trước đi đến Thái Chân Điện tiếng tăm lừng lẫy tìm xem, nếu không được nữa thì chỉ còn cách đi hội đấu giá của Thiên Minh Thương Hội thử vận may. Sau khi nghĩ như thế, hắn liền lật tay lấy ra tấm địa đồ dãy Vạn Linh, dùng thần thức quét qua sau đó nhanh chóng đứng dậy đi ra khỏi động phủ, cưỡi mây xe gió đi về phía Thái Chân Điện. Cái gọi là Thái Chân Điện, thực chất là nơi tự do trao đổi tài liệu chân quý của Thái Thanh Môn. Đệ tử Thái Thanh Môn có thể dùng điểm cống hiến của bản thân đem đổi trực tiếp lấy các loại tài liệu quý giá. Đương nhiên, nếu ai có bảo vật cũng có thể đem đến để Thái Chân Điện xem xét một chút, sau đó đổi thành điểm cống hiến. Thái Chân Điện này so với phường thị thì cũng có nét giống nhau, chỉ khác ở chỗ. Bình thường dùng linh thạch để đổi vật thì ở đây thay bằng điểm cống hiến, thêm nữa nếu tính toán giá cả thì nó thua xa việc tự ra ngoài mua sắm. Đối với đệ tử mà nói, điểm cống hiến trong tông khó kiếm được như vậy, tự nhiên họ sẽ không cam lòng đem đi đổi như thế. Hơn nữa,
Các loại bảo vật trong Thái Chân Các tuy đa phần là thứ quý hiếm nhưng để đổi được thì thường yêu cầu trên 10 vạn điểm cống hiến. Điều này không phải việc mà người bình thường có thể chịu nổi. Bởi dù sao thì linh thạch có thể dựa vào việc buôn bán linh đan, linh khí để kiếm ra chứ điểm cống hiến thì cần phải tốn thời gian. Từ từ hoàn thành nhiệm vụ tông môn mới có đủ được. Ước chừng thời gian cạn một chén trà sau đấy, Liễu Minh đã tới khoảng không gần một ngọn núi nào đó trong dãy vạn linh. Hiện giờ là thời điểm sáng sớm, sắc trời còn chưa sáng rõ, phóng mắt nhìn lại thấy đỉnh núi tràn ngập hơi sương mờ mờ. Nhìn qua hơi sương lượn lờ, có thể lờ mờ thấy một tòa cung điện tọa lạc trong đó. Liễu Minh lúc này điều khiến đám mây hạ xuống, vừa vặn rơi trên một bãi đất trống vắng vẻ trên đỉnh núi rồi ngừng chân, đánh giá cung điện trước mắt. So với các đại điện trong tông môn mà Liễu Minh từng đến bái kiến thì điện này rõ ràng nhỏ hơn không ít. Chỉ cao vẻn vẻn có 2, 3 trượng, diện tích của nó không quá 10 trượng, là một tòa kiến trúc bằng gỗ cổ, trông có phần giản dị. Bên ngoài cửa điện có một tấm biển gỗ màu đỏ, trên đó có khắc 3 chữ Thái Chân Điện, chữ khắc trông cứng cáp. Ngoài Thái Chân Điện ra, trên núi này cũng không có thêm kiến trúc nào khác, ở hai bên đại điện chỉ có vài cây cổ thụ thưa thớt. Liễu Minh sau khi quan sát thoáng qua một lát liền đi tới cửa lớn Thái Chân Điện. Vừa tiến vào bên trong tầng một Thái Chân Điện, hắn thấy một gian đại sảnh cũng không rộng lắm, hai bên nó là hai cầu thang đi thông lên tầng 2. Liếc nhìn lại, trong đại sảnh chỉ có vẻn vẹn 5-6 tên đệ tử mang phục sức đệ tử nội môn của các phong khác đang nhỏ giọng trò chuyện điều gì đó với nhau. Những tên này vừa thấy Liễu Minh, có tên lập tức ngừng nói chuyện, lại có kẻ tò mò đánh giá Liễu Minh vài lần. Liễu Minh chỉ khẽ gật đầu với mấy tên kia rồi giữ thần sắc tự nhiên đi thẳng lên lầu 2. Thái Chân Điện này cũng chỉ có vẻn vẹn 2 tầng. Tầng thứ nhất là nơi để các đệ tử dừng chân tụ tập, tầng thứ hai mới là nơi trao đổi tài liệu chân quý. Hiển nhiên, nếu cần có thể dùng vật phẩm của bản thân để đổi lấy điểm cống hiến tông môn nhưng để được lọt vào trong mắt Thái Chân Các thì tự nhiên vật phẩm đó không thể là loại bảo vật bình thường. Liễu Minh vừa mới bước vào tầng thì thình lình chỉ thấy trước mắt là một khoảng trống rỗng tuếch. Nó thực sự là một gian đại sảnh trống rỗng, trách ở trong góc đại sảnh có mấy cái pháp trận đủ màu sắc lớn gần trượng phát ánh sáng mờ nhạt lập lòe. Lúc này, có một nam tử mặt dài mặc phục sức chấp sự, chừng 30 tuổi đang ngồi trên ghế ở phía bên cạnh. Mới lười biếng đứng dậy, sau khi ngáp một cái mới dùng bộ dáng hờ hững hỏi một câu, vị sư đệ này cần đổi gì? Tài liệu, đan dược hay linh khí? Tại hạ muốn đổi một ít tài liệu luyện chế phi kiếm. Liễu Minh sờ sờ mũi, mặt bình tĩnh đáp, tài liệu phi kiếm, người chờ một chút. Nam tử mặt dài thoáng nhìn qua phục sức của Liễu Minh, ánh mắt y lộ ra một tia khác thường nhưng sau rất nhanh khôi phục lại như ban đầu. Tay áo run lên lấy ra một bản sách ngọc rồi nhíu hai mắt lại tìm đọc. Pháp trận truyền tống thứ 3 màu đỏ, ngăn dưới cùng tủ thứ. 6 hàng thứ 2, chỉ có 2 khối, một khối tật phong não thạch, một khối vẫn kim chi tinh, đều là 45 vạn điểm cống hiến. Sau một lát, nam tử mặt dài nghiêm mặt nhìn Liễu Minh, nói: vẫn kim chi tinh. Liễu Minh nghe vậy thì trong lòng không khỏi vui mừng. Hắn không nghĩ tới Thái Chân Điện này lại thực sự có tài liệu hắn cần để chế luyện thân kiếm phôi, quả thật lần này đi không nhầm chỗ. Nhưng khi hắn cúi đầu nhìn lệnh bài thân phận bên hông thì lông mày lại hơi nhíu lại một cái, trong lòng thầm cười khổ một tiếng. Trước khi tiến cấp hóa tinh kỳ, hắn đã chém giết không ít nhân vật trên sinh tử đơn. Thậm chí cả huyết đế tử đứng đầu bảng cũng bị hắn tiễu sát. Từ đấy thu được hơn 100 vạn điểm cống hiến nhưng đến hôm nay đã bị dùng chỉ còn 43 vạn. Tính như vậy thì nếu hắn muốn đổi lấy vẫn kim chi tinh kia, hiển nhiên là còn thiếu một chút. Nói tới điểm cống hiến này dù đến nhanh nhưng thực sự đi cũng nhanh, Liễu Minh đến giờ vẫn còn đang gánh khối nợ 400 vạn điểm cống hiến do việc đổi Long Hổ Minh Ngục Công và Thái Cương Kiếm Quyết nữa. Cũng may là thời gian không quá thiếu thốn, gấp gáp nên dùng thực lực hiện tại của hắn mà bỏ chút thời gian đi làm một ít nhiệm vụ dành cho hóa tinh kỳ trên bảng trong huyền điện thì có lẽ vẫn trả hết được. Vị sư huynh này, tại hạ còn có chút đan dược muốn đổi lấy điểm cống hiến, không biết có thể giao dịch ở đâu. Liễu Minh sau một hồi cân nhắc bèn nhún hai tay hỏi. À, nói tới đổi điểm cống hiến thì đi tới cái truyền tống trận màu vàng là được. Chỉ có điều khi đem dược liệu đổi điểm cống hiến sẽ bị thu phí kiểm định, 5 vạn linh thạch. Ngoài ra ta cũng phải nhắc một điểm, đan được bình thường thì Thái Chân Các không thu nhận. Nam tử mặt dài nghe vậy, vừa thu sách ngọc trong tay lại vừa đáp.
Hiển nhiên tình huống người đổi tạm thời chưa đủ điểm cống hiến nên trước mắt muốn đổi vật trên người như thế này hắn gặp thường xuyên. Đa tạ nhắc nhở, Liễu Minh liền ôm quyền sau đó lập tức đi đến pháp trận màu vàng. Lúc này ánh sáng vàng lóe lên, từ trong pháp trận, một thanh niên mang phục sức đệ tử nội môn đang đi ra, rồi vác bộ mặt thất vọng đi thẳng xuống dưới lầu. Liễu Minh cũng chẳng nghĩ nhiều, lúc này bèn đi tới rồi một bước bước vào trong pháp trận. Sau một tràng âm thanh ông ông do pháp trận phát ra, hắn liền xuất hiện ở trong một căn nhà đá. Bốn phía quanh nhà có vài giá gỗ, trên mặt giá có đặt vài thứ gì đó. Trong phòng, một vị lão giả mặc áo bào trắng, tóc muối tiêu đang khoanh chân ngồi, vuốt vuốt một khỏa đan dược tỏa sáng xanh mịt mờ trong tay. Vị tiền bối này, tại hạ muốn dùng đan dược trong tay đổi lấy một ít điểm cống hiến tông môn. Liễu Minh vội đi lên trước vài bước, ôm quyền nói. Ồ, đan dược, để cho lão phu xem một chút đi, nếu là thứ tầm thường như tên kia thì không cần lãng phí thời gian đâu. Lão giả mặc bào trắng đầu không ngẩng lên, chỉ lạnh nhạt nói một câu. Liễu Minh nghe thế liền mỉm cười rồi lấy từ trong tu di giới ra một hộp gỗ, sau đấy mở nắp ra. Mùi thuốc từ đó lập tức tỏa ra khắp gian nhà nhỏ, đồng thời thấy một khỏa đan dược tỏa ánh sáng vàng mờ mờ nằm yên trong đó. Đây chính là viên kim nguyên đan địa phẩm mà hắn trong lúc vô tình đã luyện chế ra ở lần tham gia kiểm tra lấy chứng nhận đan sư khi trước. Lão giả mặc bào trắng khi thấy Liễu Minh lấy hộp gỗ ra thì sắc mặt khẽ động. Lão ngẩng đầu lên rồi dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn qua hộp gỗ trong tay Liễu Minh. Lúc này, lão nhẹ nhàng đánh ra một chiêu hút kim nguyên đan ở hộp gỗ trong tay Liễu Minh bay ra rồi chớp mắt cái đã rơi vào tay lão. Đôi mắt lão giả lóe sáng, cẩn thận đánh giá kim nguyên đan trong tay một lúc lâu, tiếp đó, trên mặt lão lại lộ ra nét trầm tư. Bốn đạo đan văn, kim nguyên đan địa phẩm, ngươi chính là Liễu Minh của Lạc U Phong à? Lão phu có nghe nói đến chuyện của ngươi. Lão giả mặc bào trắng bỗng nhiên lại dùng ánh mắt như đèn đuốc nhìn về phía Liễu Minh, vân vê chòm râu rồi mở miệng hỏi. Đúng là đệ tử. Xin hỏi tiền bối, viên kim nguyên đan này có thể đổi được bao nhiêu điểm cống hiến? Liễu Minh thấy lão giả này nhận ra mình thì trong lòng cảm thấy kinh ngạc nhưng thần sắc trên mặt thì không đổi chút nào, chắp tay hỏi. Đan dược địa phẩm ngưng dịch kỳ, có thể miễn cưỡng đổi được 2 vạn điểm cống hiến. Nhưng kim nguyên đan thuộc về loại đan đan dược khôi phục pháp lực khi chiến đấu lại thêm việc luyện chế nó cũng được xem là rất khác biệt nên có thể đổi được thêm 1 vạn điểm cống hiến. Tổng cộng là 3 vạn điểm cống hiến. Về phần phí tổn kiểm định thì miễn đi, ngày đó khi người luyện chế ra viên thuốc này, Lý trưởng lão cũng đã xem xét rồi. Lão giả mặc áo bào trắng cúi đầu liếc qua viên đan trong tay, miệng chậm rãi nói. Liễu Minh nghe vậy bèn không nói gì, chỉ gỡ lệnh bài bên hông xuống rồi dùng 2 tay đưa tới. Lão giả áo bào trắng nhận lệnh bài thân phận của Liễu Minh liền nhìn qua đồ án lô đỉnh màu bạc trên lệnh bài thân phận của Liễu Minh sau đó khẽ gật đầu. Tiếp đấy, lão giả áo bào trắng liền thu kim nguyên đan lại, tay áo run lên lấy một cây bút bằng ngọc rồi dùng nó điểm nhẹ lên lệnh bài. Một luồng sáng xanh lóe lên rồi chui vào trong đó, tức thì số điểm cống hiến trên lệnh bài nhiều thêm 3 vạn điểm nữa. Đa tạ tiền bối. Liễu Minh nhận lại lệnh bài rồi lại lần nữa cung kính gật đầu nói lời cảm ơn. Sau đó hắn bước vài bước trở về chỗ pháp trận truyền tống. Một khắc sau, Liễu Minh chỉ thấy không gian bốn phía rung rung một cái thì thân đã liền xuất hiện bên cạnh truyền tống trận. Màu vàng ở tầng 2 Thái Chân Điện nam tử mặt dài hiện giờ đang nói chuyện với một tên đệ tử nội môn khác. Liễu Minh thấy vậy, cũng không tiến lên quấy rầy mà liền đi thẳng về phía pháp trận màu xanh nhật. Khi hắn lại trông thấy rõ cảnh vật trước mắt thì thân đã ở một gian đại sảnh, thần bí khác. Gian đại sảnh này rộng gần 1 mẫu, bên trong có từng dãy tủ gỗ 3 tầng được sắp đặt chỉnh tề, ở bên trong cánh cửa tủ khép hờ, có thể thấy được từng hộp ngọc óng ánh, hay những bình lọ. Hàng thứ 2, tủ thứ 6, tầng 1. Liễu Minh sau khi thì thào tự nói một câu liền trực tiếp đi thẳng tới. Tầng 1 tủ thứ 6 ở hàng này quả nhiên có 2 hộp ngọc được đặt ngay ngắn. Liễu Minh lấy một hộp trong đó ra, dùng thần thức quét qua minh bài bên trên, xác định là tật phong não thạch thì liền buông xuống rồi cầm hộp khác lên. Hắn lại dùng thần thức quét qua minh bài, kết quả trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Trong hộp ngọc này đương nhiên là khối vẫn kim chi tinh kia rồi. Các bạn đang nghe chuyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 659, Tinh Quang Pháp Trận. Do vậy,
Liễu Minh liền không nói không rằng, gỡ lệnh bài bên hông xuống, cầm nó cua cua trên cấm chế của hộp ngọc. Lệnh bài trong tay bỗng có vầng sáng xanh lóe lên rồi một luồng sáng xanh truyền ra. Cấm chế tối tăm mịt mờ trên hộp ngọc lập tức biến mất dạng, đồng thời nắp hộp từ từ mở bung ra để lộ rõ vật trong đó. Đó là một khối tinh thạch to bằng nắm tay, mặt ngoài hơi thô nhám còn toàn thân nó phát ra ánh sáng vàng chói mắt. Liễu Minh cẩn thận từng chút lấy nó ra rồi nắm trong tay, chỉ cảm thấy nó hơi lành lạnh lại cứng rắn vô cùng. Liễu Minh nhấc tay kia lên, từ ngón tay, một tia kiếm sắc bén bắn nhanh ra nhưng kiếm khí vừa đụng tới mặt ngoài tinh thạch thì lóe lên rồi chui vào trong tinh thạch. Cả quá trình hấp thu diễn ra chỉ trong nháy mắt làm người ta có cảm giác kiếm khí chưa từng xuất hiện vậy. Sau khi tinh thạch hấp thu được kiếm khí này thì vầng sáng ở mặt ngoài của nó dường như sáng thêm mấy phần so với trước. Liễu Minh thấy vậy mới hài lòng, khẽ gật đầu, sau đấy hắn liền đem tinh thạch này đặt lại vào hộp ngọc rồi thu vào trong tu di giới ở trên tay. Sau khi làm xong hết thảy, hắn dùng thần thức quét qua lệnh bài thân phận bên hông, phát hiện trong đó dĩ nhiên chỉ còn lại có hơn 1 vạn điểm cống hiến thì chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Tuy nói rằng lần này tiêu gần cạn điểm cống hiến nhưng lại có thể thuận lợi nhận được tài liệu luyện chế thân kiếm phôi nên trong lòng hắn tự nhiên vẫn rất vui mừng. Kế đó, Liễu Minh liền dùng pháp trận, truyền tống ra đại sảnh rồi lập tức vội vàng rời khỏi Thái Chân Điện, cưỡi mây bay về hướng phường thị trong tông. Hiện tại, hắn đã tìm được tài liệu chủ yếu để luyện chế nguyên linh phi kiếm. Việc còn lại là tìm một số tài liệu phụ trợ tương đối bình thường cùng với khí cụ cần thiết để bố trí tinh quang pháp trận để dẫn dắt kia nữa. 2 canh giờ sau, khi Liễu Minh từ trong phường thị đi ra thì trong tu di giới, những tài liệu phụ trợ để luyện chế nguyên linh phi kiếm dĩ nhiên đã thu thập được 7-8 phần ở trong Thái Thanh Môn. Mà nói, tinh quang pháp trận cũng không phải cái gì quá khó lường. Ngoài việc dùng nó để luyện chế kiếm phôi thì trong khu nội môn, người ta còn dùng tinh quang tu luyện công pháp hoặc luyện chế đan dược nữa. Vì thế cho nên hắn cũng đồng thời ở trong một cửa hàng chuyên bán khí cụ dành cho trận pháp này, thuận lợi tiêu tốn hơn 20 vạn linh thạch mua được một bộ khí cụ bày trận. Nhưng về phương diện bố trận thế nào thì trong lòng Liễu Minh lại hoàn toàn không có cơ sở, căn cứ nào cả. Dù sao thì mình cũng không tinh thông trận pháp chi đạo, chỉ có thể bố trí trận pháp đơn giản mang tính tạm thời. Mà tinh quang trận pháp ngoài việc bố trí hình thái của nó không dễ dàng thì mấu chốt còn nằm ở chỗ chọn thời điểm, địa điểm để bố trận. Tuy nói Liễu Minh lúc trước từng đọc trong điển tịch thấy cũng có phần ghi lại kỹ càng làm sao để tính toán phương vị các vì sao. Từ đây tính toán ra địa điểm cùng thời gian tốt nhất để có thể dẫn dắt năng lượng từ các vì sao tốt nhất. Nói là như vậy nhưng không phải thời gian chốc lát là có thể dễ dàng nắm giữ được điều này, đi mời một tên đệ tử tinh thông trận pháp đến hỗ trợ còn đơn giản hơn nhiều. Sau khi trong lòng có quyết định, hắn bèn bắt pháp quyết, cưỡi mây xé gió bay về hướng huyền điện. Nửa khắc sau đấy, trong huyền điện, Liễu Minh đang cùng vị đệ tử chấp sự tướng mạo có phần hiền lành trò chuyện với nhau. Tại hạ hiện tại muốn giao một nhiệm vụ, về mặt quy trình, kính xin chỉ điểm một chút. Liễu Minh chắp tay hướng vị đệ tử chấp sự nói: sư huynh chỉ cần nói rõ với ta về nội dung cụ thể của nhiệm vụ, kể cả thời gian, địa điểm cùng việc cần phải làm. Đồng thời sư huynh đem số phần thưởng nhiệm vụ giao trước cho bản điện, đợi sau khi nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta sẽ đem phần thưởng giao cho người hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra, mỗi lần nhờ huyền điện giao nhiệm vụ sẽ bị thu phí thủ tục là 3 vạn linh thạch. Nếu quá 1 tháng mà không có người nhận nhiệm vụ thì chúng ta sẽ trả lại phần thưởng nhiệm vụ cho sư huynh nhưng phần phí thủ tục thì không được hoàn lại. Vị đệ tử chấp sự chậm rãi giải thích, vậy việc kia phải làm phiền sư đệ rồi. Tại hạ muốn mời một vị đệ tử tinh thông trận pháp giúp đỡ tại hạ bố trí một pháp trận có thể dẫn dắt ánh sao tới. Khí cụ bày trận thì tại hạ đã chuẩn bị đầy đủ. Về phần thưởng, 6.000 điểm cống hiến trong tông, cộng thêm 20 vạn linh thạch nữa. Liễu Minh sau khi cân nhắc kỹ càng liền nói ra như vậy. Nếu là pháp trận bình thường, đoán chừng chỉ cần tốn mấy trăm, tối đa là hơn 1.000 điểm cống hiến hoặc thẳng thắn chi hơn 10 vạn linh thạch là lập tức có thể mời người đến. Nhưng tinh quang pháp trận so ra lại có điểm đặc thù, tuy nó không được coi là quá cao thâm nhưng số lượng đệ tử thực tế đi nghiên cứu loại pháp trận này lại không có quá nhiều. Hơn nữa chỉ có những người tinh thông phương diện suy tính, dẫn dắt ánh sao mới, có thể sử dụng hoàn toàn chính xác tinh quang pháp trận. Nếu thủ lao không đủ mà nói thì chỉ e không có người nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ. Huống hồ, thời gian hiện tại của hắn đang gấp gáp nên hắn tự nhiên bằng lòng đưa ra thù lao và điểm cống hiến nhiều hơn một chút. Vì thế,
Liễu Minh theo sự chỉ dẫn của vị đệ tử chấp sự, đem nộp điểm cống hiến và linh thạch. Sau đó nhìn lên cái huyền điện nội bảng liền phát hiện nhiệm vụ do mình phát ra bất ngờ nằm ở hàng thứ 3 cột thứ 6. Nằm vị trí đầu ở hàng thứ 3, phần lớn là nhiệm vụ cùng nhau hiệp trợ giết một ít yêu thú cấp cao hoặc nhiệm vụ tìm kiếm tài liệu y thấy. Nhưng phần thưởng linh thạch cùng điểm cống hiến so với Liễu Minh đều ít hơn khá nhiều. Liễu Minh lúc này lộ ra vẻ hài lòng, kế đó liền quay người đi ra khỏi huyền điện, cưỡi mây bay về phía động phủ. Hắn sau khi trở về động phủ liền đi thẳng vào trong mật thất, một mặt tiếp tục tìm kiếm, tham ngộ phương pháp luyện chế thân kiếm phôi, một mặt lẳng lặng chờ đợi. Kết quả gần 2 ngày sau đó, hắn nhận được thông báo của huyền điện nói là có người tiếp nhận nhiệm vụ do hắn phát ra, điều này không khỏi khiến lòng hắn vui mừng. Xế chiều hôm đó, một đạo ánh sáng vàng gào thét mà tới, sau khi lóe lên liền xuất hiện ở ngoài động phủ của hắn, lộ ra một bóng thanh niên mặc áo bào màu vàng. Lúc này, Liễu Minh ở trong mật thất của động phủ đã nhận ra có người đến liền đi ra phía cửa động phủ, nhưng vừa thấy người ngoài động phủ lại khiến hắn không khỏi lạc giọng nói, là ngươi. Người thanh niên áo vàng trước mắt trông có chút quen mặt, chính là thanh niên thần bí Kim Thiên Tứ, kẻ từng danh nổi như cồn trong đợt thi đấu ngoại viện 10 năm trước. Mà hắn dùng thần thức quét qua lại phát hiện thanh niên này vẫn là cảnh giới ngưng dịch hậu kỳ, hơn 10 năm rồi mà tu vi phảng phất chẳng tăng lên chút nào. Hắc hắc, hơn 10 năm không gặp, Liễu Huynh đúng là thay đổi không ít. Nghe nói Liễu Huynh trước đây không chỉ mạnh mẽ xông qua được 36 tầng hư linh tháp để tiến vào nội môn mà còn dùng một lần hành động chém giết huyết đế tử cùng hơn 10 tên tà tu. Sau đấy lại dùng thân phận ba linh mạch thuận lợi tiến cấp hóa tinh kỳ, chà chà, hiện tại trong ngoài tông môn, ai ai cũng biết tới đấy. Kim Thiên Tứ cười hắc hắc một tiếng rồi nói, Kim Huynh khách khí rồi. Liễu Mỗ chỉ là may mắn có chút cơ duyên mà thôi. Phải rồi, hôm nay Kim Huynh đến đây, chẳng lẽ là... Liễu Minh rất nhanh thu hồi vẻ kinh ngạc, miệng nói vài câu khiên tốn rồi lại có phần nghi vấn hỏi. Đúng vậy, nhiệm vụ mà Liễu Huynh phát ra là tại hạ tiếp nhận, thế nên Kim Mỗ mới có thể không báo mà đến. Kim Thiên Tứ thản nhiên trả lời, thì ra Kim Huynh lại còn là trận pháp sư. Đã như vậy, ta và Huynh vào trọng động phủ trước rồi từ từ nói về tình hình cái pháp trận này. Liễu Minh nghe vậy thì sắc mặt vui vẻ, vội vàng làm tư thế xin mời như trong chiều. Đồng thời nói, Kim Thiên Tứ nghe vậy cũng không khách khí, chỉ cười nhẹ rồi đi theo Liễu Minh vào trong động phủ. Không bao lâu sau, ở trong đại sảnh, ở hai bên bàn đá, hai người ngồi đối diện nhau. Kim Huynh, Liễu Mỗ tiếp đón không chú đáo, mong được thứ lỗi. Liễu Minh chắp tay hướng về Kim Thiên Tứ, nói có phần áy náy. Ngày thường hắn chỉ lo tu luyện nên trong động phủ đến ngay cả một chút linh trà cũng không có chuẩn bị, điều này khiến hắn có cảm giác hơi xấu hổ. Ha ha, Liễu Huynh làm gì khách khí như thế, chúng ta đi vào vấn đề chính luôn nhé. Kim Thiên Tứ vậy mà chỉ khoát tay áo, cười nhẹ rồi nói một câu. Nói tới sự việc này, Liễu Mỗ sáng nay nhận được truyền tin của Huyền Điện nói có người tiếp nhận nhiệm vụ do tại hạ giao, chỉ có điều không ngờ người tới lại là Kim Huynh. Liễu Minh nhướng lông mi lên, mở miệng nói không dối gạt Liễu Huynh, tại hạ tu luyện bí pháp nào đó, cũng cần mượn tinh quang chi lực, cho nên mới chuyên nghiên cứu về trận pháp này. Lần này nếu ta và Huynh hợp tác, vừa hay là nhất cử lưỡng tiện. Liễu Huynh cũng không cần phải trả linh thạch và điểm cống hiến cho ta, chỉ cần sau khi sử dụng xong trận pháp này thì để tại hạ sử dụng một phen là được. Kim Thiên Tứ mỉm cười nói, thì ra là thế. Tại hạ chỉ là cần mượn tinh quang chi lực để tế luyện đồ vật mà thôi, nếu như thời gian có đủ thì tặng lại cho Kim Huynh sử dụng tất nhiên là không có vấn đề gì. Liễu Minh sau một hồi cân nhắc liền cất lời đáp ứng. Hắn vốn có hơi lo lắng về việc trong thời gian ngắn khó có thể tìm được người thích hợp, nhưng đến bây giờ, chẳng những có thể hoàn thành việc của mình mà còn có thể giảm bớt một phần chi tiêu, tự nhiên là một việc cực kỳ tốt đẹp. Tốt, ta biết ngay Liễu Huynh cũng là người sảng khoái, vậy cứ quyết định như thế. Việc này không nên chậm trễ, hiện giờ chúng ta liền đi tìm địa điểm thích hợp để bày trận nhé. Kim Thiên Tứ nghe thế thì vỗ tay cười lớn, kế đó lập tức đứng dậy rồi nói. Tại hạ cũng có ý đó. Liễu Minh không chút do dự đáp. Hai người cùng ăn ý với nhau bèn lập tức đi ra ngoài động phủ. Trên vùng đất trống ngoài động phủ, Kim Thiên Tứ run tay áo lên rồi lấy ra một khối đại trận bàn lớn hơn một xích, đánh vào nó một đạo pháp quyết. Đồng thời ngón tay bấm niệm pháp quyết tính toán một hồi, sau đó toàn thân y bỗng có ánh sáng vàng bồng bềnh tỏa ra rồi nhằm một hướng khác bay nhanh đi.
Liễu Minh thấy vậy thì không hỏi gì thêm mà đồng thời đưa tay thả ra tiểu kiếm màu xanh, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh theo sát phía sau. Vì tìm kiếm địa điểm phù hợp, hai người đi nhìn ngắm, tìm kiếm khắp Linh Sơn. Qua 3-4 ngày, toàn bộ các nơi thuộc dãy Vạn Linh cơ hồ đều bị hai người đảo qua một lần. Kết quả giữa trưa hôm đó, hai người bay tới phần không trung thuộc một chỗ cực kỳ hoang vu trên một tòa núi nhỏ nằm trong dãy Vạn Linh thì rốt cuộc trận bàn đặc thù. Trong tay Kim Thiên Tứ vang lên tiếng ông ông cộng hưởng. Tốt, cuối cùng ta đã tìm được. Kim Thiên Tứ mặt mũi vui vẻ, sau đấy liền thu ánh sáng vàng quanh thân lại rồi đáp xuống. Liễu Minh thấy thế cũng một tay bấm niệm pháp quyết, ánh sáng xanh lóe lên rồi rơi xuống theo, đồng thời trong lòng hắn không khỏi thở dài một hơi. Việc tìm một nơi phù hợp để bày trận không ngờ lại khó khăn đến vậy, thật sự vượt quá dự liệu của hắn. Lúc này vừa quá giữa trưa, nắng gắt chiếu vào đầu, Kim Thiên Tứ sau khi kiểm tra bốn phía xung quanh đỉnh núi một hồi, liền nói vài câu đơn giản với Liễu Minh rằng việc bố trí tinh quang pháp trận phải tiến hành vào ban đêm. Liễu Minh nghe thế thì không nói hai lời, đem bộ khí cụ bày trận gồm 36 cây cờ nhỏ màu vàng giao cho đối phương, còn chính mình thì tìm một chỗ đất trống, khoanh chân ngồi yên, nhắm mắt dưỡng thần. Kim Thiên Tứ tất nhiên cũng chẳng dị nghị gì, giống như Liễu Minh, y cũng tìm một chỗ đất trống khác, ngồi xuống điều tức. Mấy canh giờ trôi qua, lúc này mặt trời đã xuống núi, ánh trăng trải đầy đỉnh núi. Khi bầu trời bắt đầu hiện lên vô số vì sao, ở một nơi hẻo lánh, Kim Thiên Tứ đột nhiên mở to hai mắt, xoay người đứng lên, đồng thời hào quang trong tay lóe sáng, một cái trận bàn hiện ra, y chuẩn bị bắt đầu bố trí pháp trận. Các bạn vừa nghe xong tập 66 của bộ truyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.